Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 119. Từ Hầu hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Bất quá là một cán tầng dưới chót võ giả, cũng không phải là thái hư tồn tại, dây liền dây, mình bên này nhiều người như vậy thật đúng là sợ hắn sao. Hắn miễn cưỡng gạt bỏ một cái cười nhạt, hướng về phía Diệp Thần nói, ha ha, xem ra, Diệp công tử mệnh, thật đúng là lớn à. Cái này ra tay một cái quả nhiên rung động, bất quá, người biết đối mặt mình, là cái gì không? Chúng ta bên này, vẫn là 10 tên thái hư tồn tại, mấy chục tên nửa bước thái hư à? Không bằng Diệp công tử, thả chúng ta rời đi. Lần này, là chúng ta sai rồi, liền làm chưa có phát sinh qua. Người thấy thế nào? Nhà giàu có thế lực ra mọi người, đều là đầy mắt lửa giận nhìn những người này, làm chưa có phát sinh qua. Ha ha, bọn họ những cái kia chết đi bằng hữu, đồng môn cũng có thể làm không tồn tại sao? Quỳ xuống, Diệp Thần nhìn Từ Hầu, chỉ nói hai chữ, hướng ta chết đi các anh chị em, dập đầu, nói xin lỗi. Không tệ, liền là anh chị em, những thứ này có thể ở nguy nan giây phút, vì mình đứng ra mọi người, Diệp Thần đã đem bọn họ coi là mình người thân vậy. Bọn họ ân tình, Diệp Thần vĩnh viễn sẽ nhớ trong lòng. Bọn họ chính là Diệp Thần anh chị em, những người này thân tộc, tất cả đều là Diệp Thần thân tộc. Diệp Thần từ trước đến giờ là một cái ân oán rõ ràng người. Từ Hầu sắc mặt biến đổi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ha ha, Diệp Thần, người không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ha ha. Đúng, chúng ta chính là cầm những phế vật kia nghiền giết, thì như thế nào? Có gan, người tự tay là bọn họ trả thù à? Ha ha. Ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Sẽ không mặt đối với chúng ta cái này mấy chục người, chỉ sợ chứ? Mọi người nghe vậy, cũng là đối cái này Từ Hầu tức miệng mắng to. Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ đến cực hạn à. Lúc này, còn mẹ hắn có mặt để cho Diệp Thần một người đối với bọn họ mấy chục người. Vô sỉ cực kỳ. Có thể, ngoài dữ liệu của mọi người phải. Diệp Thần nhưng gật gật đầu nói, có thể, đây đúng là ta phải làm. Mọi người sững sốt một chút, Diệp Thần nói gì? Bọn họ biết Diệp Thần rất mạnh, thực lực rất kinh khủng, tinh khiếu cảnh liền có thể trong nháy mắt giết thái hư, có thể, đối diện nhưng mà 10 tên thái hư, mấy chục tên nửa bước thái hư à. Mạnh hơn nữa cũng có hạn độ à. Hơn nữa phía bên mình thực lực, hiện tại, đã vượt qua đối diện, trực tiếp chen nhau lên. Đối diện chỉ có xa sút à. Có thể, Diệp Thần nếu như một người cùng bọn họ động thủ, vạn nhất thua đâu. Tình cảnh kia, lại ngay tức thì nghiêng ngược lại à. Mặc dù, bọn họ rất cảm kích Diệp Thần muốn là chết đi đồng bạn, tự tay báo thù tinh thần, nhưng cũng có chút quá xung động chứ. Bạch Chấn Đường cũng là cuống cuồng mở miệng nói, Diệp Thần. Ngươi chớ bị hắn trong miệng chó nhổ ra đồ kích thích à. Hắn liền là muốn ép ngươi. Diệp Thần nhưng là đối Bạch Chấn Đường mỉm cười nói, sư tôn, mời yên tâm, ta có nắm chắc, ta tuyệt sẽ không lại để cho mọi người rơi vào hiểm cảnh. Một mình hắn ra tay vừa vặn, nói thật, Diệp Thần cũng không muốn để cho mọi người ra tay, bởi vì, hắn lo lắng vạn nhất đối diện sắp chết phản công, mọi người lại còn nơi tổn thương, làm thế nào? Hắn chẳng ngờ, lại để cho mình những thân nhân này cửa, bị thương, một chút xíu tổn thương, cũng không được. Mọi người trầm mặc, bọn họ nhìn ra được, Diệp Thần rất kiên quyết. Mà Diệp Thần một khi tâm ý đã quyết, không người nào có thể thay đổi hắn ý tưởng. Mà nhà giàu có liên can cường giả, chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn à. Lại như thế dễ dàng, liền bị kích thích. Liền Từ Hầu mình, cũng không nghĩ tới, Diệp Thần như thế dễ dàng đáp ứng, liền bị lừa. Cái này Diệp Thần, thật lấy vì mình vô địch. Ha ha, Diệp Thần cuồng, linh võ bên trên, không người không hiểu, nhưng mà, bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Thần cuồng à. Bất quá, cuồng nhưng mà rất dễ dàng chết người à. Diệp Thần đi tới trước mọi người, một mình đối mặt liên can linh võ đại lục cường giả đỉnh phong, thần sắc lạnh như băng, không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà Từ Hầu các người, chính là lẫn nhau nháy mắt ra dấu, Từ Hầu hướng về phía Diệp Thần ôm quyền cười nói, Diệp công tử khí phách. Quả nhiên để cho chúng ta bội phục à, như vậy. Lời còn chưa nói hết, cái này liên can cường giả, không ngờ là bỗng nhiên ra tay, không giữ lại chút nào.
những tiểu nhân này, cho dù mấy chục đối với một cái, lại vẫn phải ra tay đánh lén. Vô sỉ đã tới chưa ranh giới cuối cùng. Mà Diệp Thần, nhìn vậy vô số tản ra năng lượng kinh khủng, cơ hồ có thể đem toàn bộ đại lục mất đi cường hãn công kích, thần sắc nhưng không biến hóa chút nào. Thậm chí, liền tránh né ý tưởng cũng không có. Hắn chỉ là, chậm rãi giơ lên mình một cái tay. Trong miệng, nhàn nhạt nói, xích trần thần mạch, phá thiên lực. Từ hầu các người thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cái này Diệp Thần, cuồng thì thôi, còn như vậy ngu xuẩn. Coi như sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ đi nữa, cũng không cách nào chống cự như vậy hơn cường giả công kích đi, lại không tránh không tránh. Thậm chí, liền vũ khí cũng không sử dụng. Một hồi kim quang, ở Diệp Thần bề mặt dòng nước chảy, đối mặt vậy vô số đạo công kích, Diệp Thần chỉ là một quyền đánh ra. Thật đơn giản một quyền, thậm chí quyền pháp đều vô ích. Ở Diệp Thần ra quyền ngay tức thì, thời gian tựa như ngắn ngủi dừng lại. Một khắc sau, hư không bể tan tành, gió lớn gào thét. Nguyên bản vô hình không khí, ở Diệp Thần cự lực đánh, nén dưới, lại cơ hồ hiện ra thật thể. Nhà giàu có một đám cường giả, chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái, ở đó sóng gió kinh hoàng vậy cự lực bên trong, bọn họ tựa như thấy được một đầu ngưỡng thiên điên cuồng hét lên, một quyền đem thương khung đánh nát ngút trời hung thú. Diệp Thần một quyền này, mặc dù không có mang theo bất kỳ quyền pháp, nhưng lực lượng đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn, đã chạm đến lực pháp tắc trình độ cao nhất, chăn nhập hóa cảnh. Hắn ra quyền, hắn hô hấp, hắn phát lực, lại mơ hồ cùng thiên địa quy luật, tương phù hợp. Đây chỉ có thái hư cường giả có thể làm được à? Diệp Thần cho dù không dùng võ, có thể hắn nhất cử nhất động nhưng tựa như cùng võ đạo căn nguyên, hoàn toàn phù hợp vậy. Quyền phong chỗ đi qua, vậy một đám thái hư, nửa bước thái hư cường giả công kích, tất cả đều mất đi. Đây là như thế nào một loại kinh khủng lực lượng? Nhiều người người không cách nào tưởng tượng, bọn họ chưa từng nghe qua, có người lực lượng, có thể đạt tới như vậy tình cảnh. Kinh hãi sau đó, chính là phát ra từ linh hồn sợ hãi. Diệp Thần lại lấy một quyền oai, tan vỡ bọn họ liên thủ nhất kích. Cái này, đã không phải là phong môn cảnh thực lực à. Bọn họ không phải người ngu, Diệp Thần ra tay một cái, những thứ này ở linh võ đại lục hoành hành nhiều năm cường giả, cũng đã hoàn toàn rõ ràng, Diệp Thần, không phải bọn họ có thể chống lại. Thậm chí, linh võ đại lục đã không có bao nhiêu người có thể cùng Diệp Thần chống đỡ được. Nếu không phải là nói, còn có người nào từng tia có thể nói. Vậy cũng chỉ có vô danh. Một đám cường giả sắc mặt cuồng biến, nơi nào còn nhớ được cái gì Diệp Thần huyết mạch. Lại là thân hình động một cái, rối rít hướng phương xa chui đi. Mà Huyền Nguyệt Tông cả đám, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Một quyền, ước chừng một quyền, liền đem những thứ này cơ hồ là linh võ đỉnh cấp cường giả, giống như là đánh chó như nhau đuổi chạy. Liền liền bọn họ, cũng cảm thấy Diệp Thần chân thực quá biến thái. Muốn đi, Diệp Thần lạnh lùng nhìn những người đó, chưa thấy được đã quá muộn sao. Những người này, đều là giết hắn anh chị em hung thủ, làm sao có thể bỏ qua. Hắn nói, muốn đích thân ra tay, dùng những người này máu, lễ truy điệu chết đi các thân nhân. Diệp Thần thân hình chớp động, dưới chân mặt đất, tấc tấc nứt nẻ, đi đôi với một hồi phong lôi, Diệp Thần liền xuất hiện ở một người cách hắn xa nhất thái hư cường giả bên người. Tên kia thái hư cường giả sắc mặt đại biến, tựa hồ muốn xuất thủ, nhưng mà thi triển võ, cũng là cần thời gian, cho dù chỉ là ngắn ngủn ngàn một phần vạn giây, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, vậy đã đủ rồi. Hắn trực tiếp sử dụng bản thân lực lượng, tự nhiên muốn so với đối phương nhanh hơn. Một khắc sau, tên kia thái hư cường giả liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị Diệp Thần vậy cực kỳ kinh khủng lực lượng, hoàn toàn chìm ngập. Ầm một tiếng, thân thể nổ tung, thần hồn mất đi, hoàn toàn từ thế gian biến mất. Xiết cường giả như đồ sát chó. Ung dung đến không tưởng tượng nổi. Liền Diệp Thần mình, nhìn mình nhuộm vết máu quả đấm, đều có chút kinh hãi. Trong chốc lát, một đạo sấm sét màu vàng, ở Huyền Nguyệt Tông hướng nội bên ngoài cuồng tránh, không ngừng đuổi theo vậy từng cái điên cuồng bỏ chạy cường giả bóng người, Diệp Thần tựa như hóa thân là chân chính biển máu sát thần, thân hình xuất hiện ngay tức thì, nhất định mang đi một cái sinh mạng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt.
Mấy phút ngắn ngủi sau đó, Diệp Thần bóng người, liền lần nữa xuất hiện ở Huyền Nguyệt Tông trước mặt mọi người. Hắn cả người nhuốm máu, mà tay xách một người là Từ Hầu. Lúc này Từ Hầu, nơi nào còn có một chút tứ đại gia tộc Thái Hư cảnh gia chủ dáng vẻ. Toàn thân hắn xương cốt, nội tạng, bắp thịt, đều bị hoàn toàn đánh nát, miễn cưỡng treo một hơi thôi. Hiện tại, Từ Hầu trên gương mặt, tất cả đều là kinh hoàng đến cực hạn thần sắc. Diệp Thần cầm hắn ném ở trước mặt mọi người, một cước giẫm ở Từ Hầu trên mặt, ánh mắt lạnh như băng cực kỳ. Mà Từ Hầu chính là run rẩy thét to, Diệp công tử. Diệp công tử, ta sai rồi, ta thật sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng chó đi, ta Từ gia vĩnh viễn thành tâm ra sức tại ngài, vĩnh viễn thành tâm ra sức tại ngài, còn như Từ Thắng cái đó đắc tội ngài chó má, chúng ta lập tức đem hắn giao cho ngài xử trí như thế nào đều được. Còn có cái đó vô danh, nhị trưởng lão biết hắn ở nơi nào, chỉ cần ngài tha ta, ta nhất định để cho nhị trưởng lão cầm hết thảy đều nói cho ngài. Ai bảo ngươi nói chuyện? Diệp Thần khẽ cau mày, điều này hèn hạ xúc sinh quá om sòm. Chân hắn nhọn dùng một chút lực, liền đem Từ Hầu miệng, đầu lưỡi, cũng đạp được nghiền. Diệp Thần ánh mắt thành khẩn, hướng về phía Vệ Từ Sơn môn một đường bày lên liền Thần Nguyệt Các trước Huyền Nguyệt Tông, Thần Hỏa Học Viện, Sở Gia, Phần Thiên Tộc đám người thi thể, thật sâu cúi đầu một cái nói, chư vị huynh đệ tỉ muội, Diệp Thần thật xin lỗi các ngươi, chỉ có thể lấy cửu nhân máu tươi, lấy an ủi các vị trên trời có linh thiêng. Từ Hầu tựa như cảm giác được cái gì, ánh mắt điên cuồng run rẩy, có thể hắn miệng đã hoàn toàn bể, cái gì vậy không nói ra được. Diệp Thần trên mặt hiện lên một chút tà cười, hướng về phía Từ Hầu nói, ha ha, người mới vừa nói, để cho Từ gia thành tâm ra sức tại ta. Từ Hầu điên cuồng gật đầu. Diệp Thần nhàn nhạt nói, rất đáng tiếc, Từ gia là không thể nào thành tâm ra sức tại ta. Bởi vì, linh võ đại lục bên trên, lập tức sẽ không lại có cái gì, Bắc Hải Từ gia. Dứt lời, Diệp Thần chân chợt dùng sức, liền đem dưới chân Từ Hầu, đạp thành hư không. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, chính là hoan hô, phát ra từ nội tâm hoan hô. Diệp Thần trên mặt, vậy lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Hết thảy, đều kết thúc, còn như Từ gia, Hướng gia, còn có những cái kia tham dự lần này hành động sau lưng gia tộc, thế lực, hắn sẽ từ từ dọn dẹp, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thần, đối với những vết thương kia hại mình người trọng yếu người, từ trước đến giờ là rất nhỏ mọn. Người như phạm ta, 10 lần trả lại. Bất quá, hắn cũng không dự định đem đối phương toàn tộc chém tận giết tuyệt, dẫu sao, còn có người là vô tội. Chỉ cần để cho những gia tộc kia, thế lực bên trong cường giả, người nắm quyền đi ra gánh vác trách nhiệm là được. Dĩ nhiên, những gia tộc này tài sản, cũng không khả năng để lại, mà chỉ cần mất đi tài nguyên và cường giả, gia tộc này liền coi như là hoàn toàn sa sút, biến mất. Đây là, Mã Thiên Nguyên, Hồ Duyên Kiệt hai người cửu U Quốc Hoàng thất cung phục, mặt mỉm cười, thái độ cung kính đi tới, đối với Diệp Thần nói, Diệp công tử, nếu sự việc đã xong, vậy ta cùng vậy cáo từ trước. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với hai vị cung phụng thái độ, cũng là hết sức tôn kính nói, hai vị cung phụng đi tốt, lần này đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, ngày khác Diệp mỗ nhất định tới cửa nói cảm ơn, thuận tiện xin giúp ta hướng đế vương chuyển đạt, ta Diệp Thần là tiểu cửu ca ca. Cửu U Quốc vậy coi là và ta có to lớn liên quan, trong tương lai Cửu U Quốc bất luận có chuyện gì cần giúp đỡ, Diệp mỗ ổn thỏa thi lấy giúp đỡ, không thể thoái thác. Diệp Thần biết, lần này hai người cung phụng tới nguyên nhân rất lớn là bởi vì là tiểu cửu, nhưng bỏ mặc lý do là cái gì, nếu đế vương nguyện ý giúp hắn, vậy Diệp Thần liền nhất định sẽ thừa hắn tình. Người khác giúp ngươi, chính là giúp. Bất quá, hắn cũng biết, mà đế một khi tỉnh lại, Cửu U Quốc thế cục liền hoàn toàn thay đổi. Hai người cung phụng nghe vậy đại hỉ, bên trong tim vô cùng kích động. Thật ra thì, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, không cần như thế khách khí, chỉ cần trên danh nghĩa Diệp Thần là đứng ở Cửu U Quốc một phe, đối với Cửu U Quốc mà nói, cũng đã là thiên đại chỗ tốt. Có thể Diệp Thần lời nói chân thành, nhìn ra được, hắn là thật đem Cửu U Quốc làm mình nửa nhà. Hai vị cung phụng cũng không khỏi xúc động, Cửu công chúa, quả nhiên không nhìn lầm người. Sau đó, Sở Gia, Bí Cảnh, Thần Hỏa Học Viện các người vậy rối rít cáo từ. Bất quá Cát Thanh tạm thời ở lại Huyền Nguyệt Tông chữa thương.
Mọi người lúc rời đi đều là hết sức phấn khởi, bọn họ biết trong tương lai linh võ đại lục thời tiết muốn thay đổi, mà bọn họ bất luận nguyên bản thuộc về dạng gì vị trí, tiếp theo cũng sẽ lên đỉnh linh võ đỉnh cấp. Tại sao? Liên bởi vì, Diệp Thần là người linh võ thứ nhất. Liên bởi vì, Diệp Thần cầm bọn họ làm người mình đối đãi. Cái này còn chưa đủ sao? Đây là, một người đen gầy thanh niên mặt nở nụ cười đi tới, chính là Phan Vinh Xuân. Diệp Thần nhìn Phan Vinh Xuân cười nói, thế nào, Phan huynh? Lần này có thể chạy về, vậy may mà Phan Vinh Xuân, chuyện này, Diệp Thần vậy nhớ. Phan Vinh Xuân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, cái đó, Diệp huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng. À, Diệp Thần chân mày khều một cái nói, Phan huynh là ta ân nhân, cứ nói đừng ngại. Phan Vinh Xuân đột nhiên cúi người xuống, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Nâng nơi tay tim, đưa cho Diệp Thần nói, Diệp huynh, ta muốn gia nhập Huyền Nguyệt Tông. Những thứ này thần vân thạch là ngươi cho ta muốn cống hiến cho tông môn. Diệp Thần hơi sững sờ, bất quá, cười mỉa nhìn Phan Vinh Xuân, vị này Phan huynh thật đúng là rất thông minh. Hắn là phong môn cảnh tu vi, gia nhập Huyền Nguyệt Tông sau đó, cũng có thể trở thành một người trưởng lão, nguyên bản, một cái tông môn nhất lưu trưởng lão, đối với Phan Vinh Xuân mà nói. Có thể không coi vào đâu. Nhưng là, bây giờ thế nào? Bây giờ Huyền Nguyệt Tông, vẫn là thông thường tông môn nhất lưu sao? Huyền Nguyệt Tông có Diệp Thần, không nói khoa trương, trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp, vậy cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền à? Hiện tại trở thành Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, so ở đế quốc thăng quan tiến chức, tiền đồ tuyệt đối muốn thật xa vô số lần. Bất quá, cho dù xem thấu Phan Vinh Xuân ý tưởng, Diệp Thần vẫn là nhận lấy túi đựng đồ kia, hắn từ trước đến giờ là một có ân phải trả người, sau đó cười nói. Phải, ta giúp ngươi hỏi một chút tông chủ, bất quá, Phi Đĩnh làm thế nào? Phan Vinh Xuân nghe vậy đại hỉ, cười nói, Diệp huynh yên tâm, vậy Phi Đĩnh cho đế quốc 10 triệu thần vân thạch vậy là đủ rồi. Bọn họ đã là lớn được lợi, muốn vui trộm. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đây là, Cơ Huyền. Hình Tử Đường, Tạ Bình Bình, Thiên Linh Tử các người vậy hướng Diệp Thần đi tới, bọn họ mặc dù người người mang thương, nhưng tình trạng coi như không tệ, tổn thương mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không coi là quá nặng. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngón tay động một cái, sử dụng một ít khí tức cường đại đan dược hướng mọi người bay đi, ngay tức thì sáp nhập vào nhiều người bên trong cơ thể. Mấy người nguyên vốn còn có chút không rõ cho nên, tiếp theo chính là mặt hiện vẻ khó tin. Diệp Thần đan dược, lại để cho bọn họ thương thế thật nhanh khôi phục. Đây quả thực, so thánh dược, thần dược còn cường đại hơn à. Tạ Bình Bình nhưng là có chút lo âu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần. Ngươi đan dược, sau này ngươi có thể không nên tùy tiện hiển lộ à, nếu để cho người khác biết. Diệp Thần cười nói, không có sao, ta sẽ chú ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hình Tử Đường và Cơ Huyền có chút áy náy đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta vốn định mang thế lực gia tộc tới trước, có thể trong tộc lão tổ không đồng ý. Diệp Thần nói, nhân chi thường tình, không việc gì, các ngươi có thể tới, ta đã vô cùng cảm kích. Đúng rồi, Cơ Huyền, Tử Đường, các ngươi có thể đi trở về hỏi một chút, các ngươi thế lực sau lưng, có nguyện ý hay không gia nhập Huyền Nguyệt Tông? Ta có thể để cho các ngươi trong thế lực vậy hai vị thái hư cảnh tồn tại, trở thành Huyền Nguyệt Tông cung phụng. Diệp Thần biết, Huyền Nguyệt Tông, tiếp theo muốn nhanh chóng phát triển, bên trong tông tự nhiên cần một ít thái hư cảnh cường giả. Sát tông thế lực ở chỗ tán tu, Diệp Thần vốn định đào tạo sát tông là đệ nhất thế lực. Bây giờ nhìn lại, Huyền Nguyệt Tông huyết tính cảm động hắn. Hơn nữa Huyền Nguyệt Tông đã từng cũng là bá chủ một phương, bất quá sa sút. Lần nữa bước lên đỉnh cấp không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Cơ Huyền, Hình Tử Đường nghe vậy, tự nhiên đại hỉ. Bọn họ dĩ nhiên biết, cái này ý vị như thế nào. Mặc dù mình thế lực không có ra tay, Diệp Thần vẫn còn thì nguyện ý để cho nó gia nhập Huyền Nguyệt Tông, có thể gặp Diệp Thần là thật bất kể hiềm khích trước kia. Sau đó Hình Tử Đường các người, cũng cùng Diệp Thần nói tạm biệt, phải chạy về gia tộc, tông môn một chuyến. Sau đó, Diệp Thần liền đi gặp Thương Dạ, Bạch Chấn Đường các người, nhìn mình sư phụ, trưởng môn, trưởng lão, vì hắn, bị thương thành bộ dáng này,
Diệp Thần không khỏi áy náy cúi đầu nói, thật xin lỗi, đệ tử Diệp Thần đến chậm. Để cho sư tôn, trưởng môn, trưởng lão, còn có Huyền Nguyệt Tông các vị chịu khổ. Thương Giả cười một tiếng nói, có cái gì tốt có lỗi với, người có thể chạy về, đã là kỳ tích. Diệp Thần không có nói gì nhiều, hắn đầu tiên là dùng đan dược và thuật pháp là mọi người khôi phục thương thế, rồi sau đó tay động một cái, đem mấy chục cái túi đựng đồ, xuất hiện ở Thương Giả đám người trước mặt. Diệp Thần nghiêm túc nói, trưởng môn, đây là ta từ những cái kia thế lực cao cấp cường giả trên mình có được, ta tính toán một chút, những người này, vậy coi là xuất thân không tệ, chỉ là mang ở trên người, cộng lại thì có xấp xỉ 100 triệu cực phẩm thần vân thạch. Nơi này, còn có ta trước lấy được 50 triệu cực phẩm thần vân thạch, trừ cái này ra, còn có 16 bản thượng cổ võ, 32 kiện chân thần khí, tất cả loại đan dược cực phẩm, vật liệu vân. Vân. Rất nhanh ta liền sẽ để cho Huyền Nguyệt Tông, trở thành cao cấp nhất một trong những thế lực. Những tư nguyên này, liền cất trước, dùng để phát triển tông môn đi. Hơn nữa, tiếp theo, còn sẽ có rất nhiều tài nguyên đưa tới. Diệp Thần trong mắt sắc bén lóe lên, cũng là thời điểm và những gia tộc kia, thế lực tính sổ một chút. Thương Giả các người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là tràn đầy vui vẻ yên tâm. Trong tương lai, cái này linh võ đại lục bên trên, lại cũng không có người, dám xem thường bọn họ Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một đạo người quần áo trắng bóng trôi lơ lửng hậu thế. Chính là Ngụy Dĩnh. Trước đây không lâu, nàng ở Nam vực Tuyệt Hàn đế cung cũng biết liền Huyền Nguyệt Tông sự việc. Nàng vốn là bị thương, nhưng còn chưa tiếc bất cứ giá nào xé hư không tới. Cố nhiên là thái hư võ giả. Nhưng biến dạng hư không vẫn là có nhất định giá cao. Hơn nữa khoảng cách vậy bị giới hạn. Liền giống như Diệp Thần, hắn hiện tại miễn cưỡng có biến dạng hư không năng lực, nhưng chỉ có thể khoảng cách ngắn. Căn bản không có thể từ đảo Phi Lôi lập tức chạy tới Huyền Nguyệt Tông. Mà Ngụy Dĩnh lại là lấy máu tươi giá phải trả đi tới nơi này. Bất quá, cũng may Diệp Thần trước nàng một bước. Nàng nhìn khắp nơi biển máu Huyền Nguyệt Tông, ánh mắt chớp động. Lẩm bẩm nói, có lẽ, đây chính là con đường võ đạo tàn khốc. Hôm nay Huyền Nguyệt Tông như vậy, như không Diệp Thần, có lẽ liền sẽ xem năm đó Tuyệt Hàn đế cung như nhau tiêu diệt. Ngày hôm đó, Tuyệt Hàn đế cung không có ai cứu. Ngày hôm đó, vô số thần quốc và rất nhiều thế lực liên hiệp. Ngày hôm đó, có lẽ Tuyệt Hàn đế cung chảy máu càng tăng lên. Bọn họ trước khi chết tuyệt vọng sao? Thời khắc này Ngụy Dĩnh tựa như nhìn thấy một đôi song thượng cổ băng lạnh thêm máu tươi trong mắt. Nàng cừu hận trong lòng càng tăng lên. Những cái kia thế lực nhỏ không phải báo thù đường bắt đầu, chân chính muốn đối kháng vẫn là thần quốc à. Nói xong, Ngụy Dĩnh rời đi. Trên bầu trời rơi xuống phiến phiến hoa tuyết. Ma tộc, hoàn toàn khép kín trạng thái. Vậy bầu trời ma khí vòng xoáy càng ngày càng mạnh. Quân ma trần thậm chí còn ma tộc tất cả mọi người đều có thể nghe gặp từng đạo giống giận trầm thấp. Đó là thượng cổ tức giận. Bọn họ không thể làm gì. Người bất kỳ định trước cái này một tháng không cách nào bước ra ma tộc nửa bước. Ngay tại lúc này, ma tôn đế cung trên đại điện, một cái ông già bước nhanh tới. Quân ma trần thấy ông già, hiển nhiên vậy có chút khẩn trương, sự việc làm thế nào. Ta hy vọng ngươi không muốn mang đến tin tức xấu. Lão kia người thở ra một hơi, khẽ mỉm cười, Ma Tôn yên tâm, thuộc hạ mang tới là tin tức tốt. Cố nhiên chúng ta không cách nào rời đi, nhưng là tin tức còn chưa bị ngăn cản đoạn, lão phu và rất nhiều trưởng lão vận dụng một ít giá phải trả vẫn là đem tin tức truyền đến thần quốc bên trong đi. Thần quốc Thiên Đạo Cung đã chuẩn bị nhúng tay. Cái này ma đế tàn ảnh ngưng tụ vòng xoáy, không thể nào thành công. Yên tâm, quân ma trần nắm chặt quả đấm. Đè nén trên gương mặt xuất hiện nụ cười dữ tợn. Ngay tại chờ ngươi tin tức này. Có một số việc, cũng không phải là vị kia suy nghĩ một chút là có thể thành công. Lão kia người nghĩ tới điều gì, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Quân ma trần cảm giác được cái gì, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không còn có lời muốn nói. Ông già do dự mấy giây vẫn gật đầu, trước đây không lâu, Huyền Nguyệt Tông bên kia xảy ra đại sự. 10 đại đỉnh cấp gia tộc liên hiệp, muốn tập nã Diệp Thần. Thái hư cường giả liền điều động 10 vị. Quân ma trần vừa nghe, sắc mặt đỏ thắm,
kích động nói, ha ha, cái này Diệp Thần tiểu xúc sinh thật đúng là có thể gây chuyện, liền linh võ 10 gia tộc lớn cũng ra tay. Xem ra ma đế và thằng nhóc kia đồng loạt bỏ mình. Người đâu, bày rượu đặt tiệc, hôm nay chúng ta ma tôn đế cung phải thật tốt chúc mừng. Nhưng mà ông già sắc mặt nhưng là tối, thân thể đang run rẩy. Quân ma Trần Thanh Âm hơi ngừng, hắn đứng lên, nghiêm túc nói, sự việc còn không có kết thúc. Ông già trực tiếp quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói, khải bẩm ma tôn, 10 vị thái hư cảnh, hơn 10 vị nửa bước thái hư, liên hiệp đối kháng Huyền Nguyệt Tông, muốn bắt Diệp Thần. Nhưng mà, Diệp Thần thật xuất hiện, chết mà sống lại, còn bước chân vào phong môn cảnh. Hắn lực một người, đem tất cả thái hư cường giả toàn bộ chu diệt. Đại quân hội diệt, cơ hồ thời gian vừa niệm. Quân ma Trần giật mình, diễn cảm cực độ sợ hãi. Một người mới vừa bước vào phong môn cảnh cường giả, lại chu diệt một chi bao gồm 10 vị thái hư, mấy chục tuổi rưỡi bước thái hư đại quân. Thằng nhóc này mới tới tuổi 20 à. So năm đó ma đế còn khủng bố à. Giờ khắc này, quân ma Trần sau lưng lạnh như băng. Hắn cảm giác được, ma tộc bắt đầu từ hôm nay, định trước hỗn loạn. Tay hắn cầm quyền lợi, vô cùng có thể một chiêu không cẩn thận đầy bàn tất cả thua. Ngoại giới, vòng xoáy bên trong tim, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một người vóc dáng lồi lõm thích thú thiếu nữ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này là ma đế nữ nhi Mộ Khói. Mộ Khói nhìn vòng xoáy, mở miệng nói, phụ thân đại nhân, ta lại trở về. Những người đó không có phát hiện ta tồn tại. Cảm ơn phụ thân đại nhân ra tay. Màu đen ma khí vòng xoáy bên trong, tràn đầy hội tụ một đôi mắt. Đó là như ác ma vậy ánh mắt. Mấu chốt đôi mắt này lại mang một chút hạo nhiên chính khí. Thuộc về ma đế chánh khí. Mấy ngày nay, Diệp Thần như thế nào? Một đạo giống như trên 9 tầng trời thanh âm từ trong vòng xoáy truyền tới. Mộ Khói giật mình một cái, trong mắt hiện lên nước mắt. Nàng biết, đây thật là phụ thân thanh âm. Phụ thân thật muốn sống lại. Ngày đó, phụ thân mặc dù đem mình rời đi, nhưng là nhưng cho nàng một đạo lực lượng về tới đây. Phụ thân không cách nào rời đi ma tộc, nhưng là hắn tâm kết Diệp Thần, hắn muốn Mộ Khói mang về thuộc về Diệp Thần tin tức. Mộ Khói không dám do dự, mở miệng nói, phụ thân đại nhân, Diệp Thần đã đột phá phong môn, có thể lực chiến thái hư. Đảo Phi Lôi đánh một trận, cùng với Huyền Nguyệt Tông đánh một trận, đã đánh một trận thành danh. Hiện tại, thế nhân đã cầm hắn đánh giá là và linh võ đệ nhất thiên tài vô danh, cùng cấp bậc tồn tại. Thậm chí mạnh hơn. Bất quá bởi vì Diệp Thần bị vô danh chém chết qua một lần, Diệp Thần trước mắt bước lên huyền bảng hạng thứ hai. Ma đế nghe xong hết thảy, trong mắt bên trong có chút dữ tợn và tức giận, nhưng vẫn là thấp giọng nói, nhưng có vô danh kia bức họa. Ma đế tức giận là có nguyên do, nếu như hắn thân xác khôi phục, Diệp Thần làm sao có thể bị như vậy làm nhục. Mộ Khói gật đầu một cái, thận trọng cầm một bức họa xem lấy ra. Nhưng mà làm ma đế thấy tranh này xem ở giữa nam tử, nhưng là bất ngờ liền liền, nguyên lai là người này. Xem ra cái này vô danh nội tình không bình thường à. Bước lên huyền bảng không nên có bằng chừng ấy tuổi nhân tài đối với. Xem ra, hắn dùng lão già kia thuật pháp. Mộ Khói ngẩn ra, phụ thân biết cái này vô danh. Ma đế lắc đầu một cái, ta bất quá là biết cái này vô danh người sau lưng, xem ra Diệp Thần bàn cờ này vẫn chưa kết thúc. Chém chết 10 vị thái hư và rất nhiều trăm bước thái hư cường giả, Diệp Thần lần này là cầm linh võ đại lục thế lực cao cấp đắc tội gắt gao. Không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Diệp Thần như vậy bại lộ đi xuống, thiên đạo cung vậy thì hẳn sẽ phát hiện. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Có lẽ muốn không được bao lâu, Diệp Thần liền muốn và thiên đạo cung tên kia rằng co. Chỉ mong lần này, ta sống lại, sẽ không có bất ngờ. Thần quốc, thiên đạo cung. Thiên viên Mặc Tà ngồi ở trên đại điện, hắn quanh thân bàn vòng quanh một đầu rồng thần. Chính là Viêm Thiên Rồng Thần. Cũng may Viêm Thiên Rồng Thần thương thế đã giảm bớt mấy phần. Đang không ngừng khôi phục. Trước người hai người là một khối phong cách cổ xưa huyền bia. Hai người đồng loạt hấp thu bên trong năng lượng. Không biết qua bao lâu, Thiên viên Mặc Tà mở mắt ra,
ý định giết người phóng thích, lần này, thần quốc thiên đạo cung phái đi ra ngoài mấy người, bỏ mình hai người, còn có một vị trảm ách cảnh. Đời này giá cả có thể không coi là nhỏ, người có thể tra xảy ra cái gì tới. Lời nói rơi xuống, trong hư không lại xuất hiện một giọng nói. Thân ảnh kia cả người quần áo đen, da bên trên đều là phong cách cổ xưa đường vân. Cực kỳ quỷ dị. Người nọ quỳ xuống Hiên Viên Mặc Tà trước người, mở miệng nói, đảo Phi Lôi là một có quá nhiều điểm khả nghi. Thuộc hạ thời gian đầu tiên chạy tới thời điểm, phát hiện tất cả biết đảo Phi Lôi chuyện người, hoặc là chết, hoặc là bị người cưỡng ép xóa đi trí nhớ. Tay kia đoạn cực kỳ cường thế, cố nhiên là ta cũng không cách nào tra xảy ra cái gì. Có chút giống Vĩnh Hằng nhất tộc thủ đoạn. Hơn nữa ta phát hiện bất kỳ đầu mối đều gãy. Liền thật có người cố ý cắt đứt chúng ta muốn truy tìm chân tướng con đường. Hiên Viên Mặc Tà trong mắt ý định giết người càng phát ra đậm đà, lạnh lùng nói, không cần tìm, ta biết là ai, Vĩnh Hằng Thánh Vương. Nếu như ta không đoán sai, Vĩnh Hằng Thánh Vương thực lực đã bước vào chém ách, ngày đó vậy diệt thế kiếm ngược lại là thành Vĩnh Hằng Thánh Vương cơ duyên. Có ý tứ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nắm giữ cao nhất thuật pháp, mạnh nhất chính là xóa đi trí nhớ thủ đoạn. Đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không cách nào tra xảy ra cái gì. Lão già này, khắp nơi ngăn trở thiên đạo cung, thật lấy là hắn có thể thay đổi bây giờ hết thảy quy tắc. Buồn cười. Đúng rồi, cung chủ, còn có một kiện. Người đàn ông đồ đen vừa định nói Huyền Nguyệt Tông sự việc, vậy Viêm Thiên Rồng Thần đột nhiên mở mắt ra. Ta thật giống như cảm giác được đầu kia huyết long tung tích, nó vẫn còn ở Cửu Thiên Thần Long Điện. Sẽ ở đó Cửu Thiên Thần Long Điện cấm địa. Hiên Viên Mặc Tà hơi biến sắc mặt, nổi giận nói, tất cả mọi người lui ra. Người đàn ông đồ đen ngay tức thì biến mất. Còn như Huyền Nguyệt Tông sự việc, hắn cũng không dự định nói. Hắn biết, đối với Hiên Viên Mặc Tà mà nói, bất kỳ sự việc cũng không sánh bằng Viêm Thiên Rồng Thần. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Viêm Thiên Rồng Thần và Hiên Viên Mặc Tà. Hai người ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Rồng Thần, vậy cấm địa nhốt vậy ma long, huyết long tiến vào trong đó, hẳn không có thể có thể còn sống đi ra đi. Hiên Viên Mặc Tà dẫn đầu mở miệng trước. Viêm Thiên Rồng Thần lắc đầu một cái, ta nếu có thể cảm giác được hắn tồn tại, liền cảm giác được hắn không có chết. Vậy ma long cố nhiên là Cửu Thiên Thần Long Điện cấm kỵ, nhưng có thể cũng là máu kia long cơ duyên. Hiên Viên Mặc Tà, người như nhớ người địa vị không nhúc nhích đong đưa. Ta khuyên ngươi vẫn là xóa sạch cái này uy hiếp. Nếu không, người ta, đều có thể chết. Đây không phải là nói chuyện giật gân, ta là nói một sự thật. Giờ khắc này, Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt thay đổi. Đó là một đôi hàn tới cốt tủy ánh mắt. Ta biết, ta sẽ không để cho người bất kỳ dao động ta Hiên Viên Mặc Tà địa vị. Người bất kỳ, Cửu Thiên Thần Long Điện, cấm địa trên vách đá. Một cái tràn đầy khí tức cường đại rồng thần trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn vực sâu. Mà rồng thần bên cạnh dĩ nhiên là Hiên Viên Mặc Tà. Hiên Viên Mặc Tà thần sắc ngưng trọng. Đây là Cửu Thiên Thần Long Điện vùng cấm kỵ. Nghe nói vách đá phía dưới nhốt trước một cái uy hiếp toàn bộ thần quốc vạn trượng Ma Long. Ma Long có thể thôn nhật nguyệt, có thể phá thiên địa. Lúc ấy thần quốc 100 vị cao cấp cường giả, tiêu phí 77 ngày. Mới đưa vậy vạn trượng ma long nhốt. Người thần quốc không cách nào tru diệt vậy vạn trượng ma long, chỉ có thể đem nó vĩnh cửu trấn áp. Đây là một cái cấm kỵ thần thoại. Hiên Viên Mặc Tà hơi đến gần, chính là cảm giác được một cổ lạnh như băng khí lưu trói buộc toàn thân. Hắn thực lực lại cũng không dám gần thêm bước nữa. Chớ nói chi là tiến vào cái này vực sâu bên trong. Viêm Thiên Rồng Thần, người thật xác định vậy cái huyết long ở phía dưới này. Máu kia long ban đầu liền bị thương, phía dưới lại là vậy cái ma long, vậy tình huống mà nói, căn bản không có thể còn sống sót. Nhưng mà, Viêm Thiên Rồng Thần nhưng là đột nhiên quanh quẩn trời cao, phát ra từng cơn long ngâm. Hắn thậm chí đem linh thức phóng thích mở. Nhưng mà, căn bản không có dùng. Trong vực sâu cấm chế chân thực quá mạnh mẽ. Viêm Thiên Rồng Thần trở lại vách đá dưới, mở miệng nói, chúng ta phải phái người đi xuống. Hiên Viên Mặc Tà, nếu như ta nhớ không lầm, ở trên tay ngươi chắc có một khối phân linh ngọc bội. Ngươi dùng vật này thời gian ngắn ngưng tụ một đạo phân thân, đi xuống xem.
như vậy cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nhưng mà, Hiên Viên Mặc Tà thần sắc lạnh như băng. Hắn tự nhiên có một viên cực phẩm hắn hiếm thấy phân linh ngọc bội. Nhưng là sử dụng phân linh ngọc bội ngưng tụ phân thân, giá phải trả thực sự quá lớn. Nếu như xảy ra chuyện, bị thương là chính hắn. Hiên Viên Mặc Tà, ngươi chẳng ngờ lau đi ngươi uy hiếp. Ngươi hẳn biết huyết long này tại sao sẽ xuất hiện. Ta dám khẳng định, nó nếu không trừ, thần quốc thiên đạo cung sẽ lần nữa bị người đạp bể. Hơn nữa, ngươi hẳn nghe nói qua truyền thuyết đi. Năm đó một kiếm chém chết thiên đạo cung cung chủ cái họ kia đảm nhiệm thanh niên cũng là ngự long tới. Đầu kia long biến ảo hình người, nhưng mà giết không ít hỗn độn cảnh cường giả. Ngươi còn do dự. Ta có loại dự cảm, huyết long này uy hiếp, vượt qua xa con thần long kia. Hiên Viên Mặc Tà nghe được câu này, hơi biến sắc mặt, không do dự nữa, ngón tay bắt pháp quyết, một quả ngọc bội trực tiếp sử dụng. Máu tươi lại là rơi vào ngọc bội bên trên. Trán hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột. Dần dần, ngọc bội vỡ vụn, vô số bột tựa như hóa là tinh thần ánh sáng. Tinh thần ánh sáng lại tràn đầy hội tụ thành một đạo hình người. Người này hình không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng lại thành Hiên Viên Mặc Tà một đạo phân thân. Giống nhau như đúc. Hiên Viên Mặc Tà nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này phân thân chỉ có ta một phần nhỏ lực lượng, thái hư đỉnh cấp mà thôi. Cố nhiên như vậy, nhưng ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, nếu không, đối với ta hao tổn cực lớn. Viêm Thiên Rồng Thần gật đầu một cái, để cho hắn đi xuống đi. Được. Một giây kế tiếp, Hiên Viên Mặc Tà phân thân trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Giờ khắc này, Viêm Thiên Rồng Thần và Hiên Viên Mặc Tà cũng khẩn trương. Nhưng mà, ngay tại lúc này, vang lên bên tai hai đạo chấn động thiên địa long ngâm. Từ vực sâu bên trong truyền tới. Rồi sau đó, Hiên Viên Mặc Tà phân thân nổ tung. Ầm. Trên vách đá, Hiên Viên Mặc Tà bản thể tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng. Thất bại. Nhanh lên hồi thiên đạo cung. Giờ phút này, Viêm Thiên Rồng Thần lại cười, vậy hai đạo long ngâm, ta có thể phân biệt ra được, một đạo là ngày đó cùng ta đánh một trận huyết long. Một món khác chỉ sợ sẽ là vực ngoại ma long. Huyết long này rơi vào như vậy vực sâu, lại vẫn chưa chết. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nửa đêm, lúc này Diệp Thần, đem Huyền Nguyệt Tông giải quyết tốt chuyện xử lý xong hết sau đó, đang cùng Tôn Di ở Thần Nguyệt Các khuê phòng bên trong, một hồi vuốt ve. Tôn Di ngày hôm nay bị quá nhiều ủy khuất, quá nhiều thống khổ, hắn là Tôn Di người đàn ông, đây chính là hắn an ủi mình người phụ nữ thời điểm. Vuốt ve sau này, Diệp Thần vốn lấy là huyết mạch của mình lực lượng có thể để cho Tôn Di huyết mạch mạnh hơn. Nhưng là rất hiển nhiên, Tôn Di huyết mạch sửa đổi, độ tiến triển chậm chạp. Cũng không phải là vuốt ve thời gian càng lâu, số lần càng nhiều, Tôn Di thì sẽ càng phát mạnh mẽ. Chẳng lẽ là bởi vì Tôn Di tu vi và tư chất quá thấp? Nếu như và thiên phú cường đại linh thể kết hợp, huyết mạch có thể phóng thích đến mức tận cùng. Bất quá dưới mắt tới xem, Tôn Di có xích trần thần mạch, chỉ cần mình cho Tôn Di nhất định tài nguyên tu luyện, Tôn Di tất nhiên có thể so sánh linh võ đại lục phần lớn thiên tài mạnh mẽ. Tôn Di ôm thật chặt Diệp Thần, nhu hòa gần sát. Xuân quang vô hạn. Sau đó, Tôn Di có chút lo âu hỏi, Diệp Thần, ngươi ngày mai sẽ phải đi mỗi cái thế lực cao cấp tìm bọn họ tính sổ, sẽ không gặp phải cái đó vô danh. Có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thần sau khi trở lại, đã đem mình đoạn thời gian này trải qua hết thảy, nói cho nàng. Vô danh là Diệp Thần đến tận bây giờ đụng phải cái đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Giống vậy có thể vượt cấp chiến đấu, giống vậy lá bài tẩy rất nhiều. Lại là linh võ đại lục đệ nhất thiên tài. Tôn Di tự nhiên lo lắng. Diệp Thần cười nhạt nói, yên tâm đi, người nọ bây giờ không phải là ta đối thủ, tốt lắm, người cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, Diệp Thần liền hướng cửa đi ra ngoài. Hắn cũng không chỉ có Tôn Di một người cần an ủi. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đem những cái kia tấn công Huyền Nguyệt Tông thế lực cao cấp, từng cái càn quét, từ bọn họ trong tay đoạt được số lượng cao tu võ tài nguyên, mà Diệp Thần danh tiếng vậy hoàn toàn vang dội linh võ đại lục. Hắn lúc này, đã tỏa thật người linh võ thứ nhất danh hiệu. Chỉ có hai cái thế lực,
hắn còn không có giao thiệp với, đó chính là trong tứ đại gia tộc Bắc Hải Từ gia, cùng với Nam Cảng Hướng gia. Cũng không phải là Diệp Thần không muốn đi, chỉ là Bắc Hải Từ gia và Nam Cảng Hướng gia, thành tựu lánh đời nhà giàu có, hắn người trong tộc đều ở đây cực kỳ bí mật, thế ngoại đào nguyên giống vậy tình cảnh, đi qua một chuyến, yêu cầu thời gian quá dài, dĩ nhiên là trước xử lý những thứ khác thế lực cao cấp. Cùng lúc đó, một cái sơn động bên trong, hai người thanh niên đang đánh cờ. Một người thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mặt ông già, một cổ vô hình lửa giận đang cháy. Cũng chỉ nói, vậy Diệp Thần, đem ta chuẩn bị hết thảy lễ vật xóa bỏ. Lão kia người bóng người run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đúng vậy. Được. Thời khắc này Vô Danh chợt đứng lên. Trong tay hắn con cờ vậy hoàn toàn hóa là bột. Ta Vô Danh chưa bao giờ đụng gặp qua thú vị như vậy đối thủ. Vốn cho là hắn chết, cái thế giới này vậy không thú vị hơn. Hiện tại ngược lại tốt, ta Vô Danh con mồi tựa hồ cường đại hơn. Như vậy thứ nhất, ta đây là đối với thằng nhóc kia huyết mạch hơn nữa cảm thấy hứng thú. Tinh khiếu cảnh là có thể như vậy, không qua mấy ngày, chính là vượt qua phong môn, thế gian còn không bất kỳ dị tượng có thể nói, thằng nhóc này trên người bí mật, thật đúng là để cho động lòng người đây. Lão kia người nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, công tử, có cần hay không phái người đi trước Huyền Nguyệt Tông? Vô Danh lắc đầu một cái, không cần, người này lớn mạnh như vậy, bây giờ ta cũng không có hoàn toàn đối kháng có thể. Dã thú bắt con mồi thường thường không phải một bước thích hợp, Lâm Tuyệt Long, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Danh đột nhiên nhìn về phía trước mặt tay cầm hắc tử thanh niên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người đàn ông này chính là Lâm Tuyệt Long. Vô Danh đã sớm làm xong tước đoạt Diệp Thần huyết mạch dự định, rồi mới từ hồn điện cầm Lâm Tuyệt Long mời tới. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn kế hoạch thất bại. Lâm Tuyệt Long ngẩng đầu lên, kinh khủng trên mặt mũi thoáng qua một chút sát ý, Vô Danh công tử, như nhắc tới Diệp Thần, ta biết hắn thời gian có thể xa xa thắng được ngươi. Hắn không có tới Linh Võ Đại Lục trước, có thể bất quá là một cái thấp võ thế giới, tên là Hoa Hạ Ninh Ba phế vật thiếu gia. Cửa nhà bị ta hủy, lại là ở ta chính mắt dưới sự làm chứng, rơi xuống hồ Đông Tiền. Ta vốn cho là hết thảy đến đây kết thúc, lại không nghĩ rằng, tiểu súc sinh này, 5 năm sau lần nữa sống lại. Hơn nữa thực lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố. Hắn từ một người bình thường vượt qua đến hiện tại dung chuyển thái hư tồn tại, bất quá là mấy năm. Vô Danh hơi kinh hãi. Hắn biết Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, lại không nghĩ rằng như vậy nghịch thiên. Linh Võ Đại Lục võ giả, có vô số tư nguyên dưới tình huống, ngàn năm có thể hoàn thành thành tựu, thằng nhóc này chỉ bất quá mấy năm. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Vô Danh vậy cảm thấy sâu đậm uy hiếp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tuyệt Long nói, vậy Lâm tiên sinh, xem ra chúng ta có thể làm đồng minh. Người này ở Linh Võ Đại Lục, hẳn không có bao nhiêu người có thể dung chuyển, trừ phi mời được những cái kia lão yêu quái. Những cái kia lão yêu quái sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tay, ta ở thần quốc ngược lại là có rất nhiều tài nguyên, muốn giết người này, chỉ có thể mượn thần quốc lực lượng. Lâm tiên sinh, người này sau khi chết, huyết mạch hắn, người có bằng lòng hay không giúp ta tước đoạt. Đến lúc đó ta có lẽ có thể để cho ngươi ngồi lên hồn điện đứng đầu vị trí, thậm chí, ta còn có thể để cho ngươi ở thần quốc hô gió kêu mưa. Lâm Tuyệt Long con ngươi đông lại một cái, đột nhiên cười, Vô Danh công tử yên tâm, ngươi ta liên hiệp, đừng nói là Diệp Thần, coi như là thần quốc những thế lực kia, cũng chỉ có thể là chúng ta mở đường. Nháy mắt bây giờ, đúng cái hang núi truyền đến một tràng cười. Vô cùng dữ tợn và cuồng vọng tiếng cười. Lúc này, Bắc Hải Từ gia, một cái nhà vô cùng tinh xảo gác lửng bên trong, ba tên thái hư cảnh cường giả, tề tụ một đường. Cái này ba người, theo thứ tự là Bắc Hải Từ gia nhị trưởng lão Từ Nghệ, cùng với Nam Cảng Hướng gia hai người trưởng lão. Hướng gia đại trưởng lão Hướng thuộc về, mặt đầy âm trầm nhìn về phía Từ Nghệ nói, Từ trưởng lão, người nói Vô Danh công tử liên lạc không được liền là ý gì? Hai nhà chúng ta có thể là vì hắn mới tổn thất thái hư tồn tại à? Hiện tại, hắn biết Diệp Thần thực lực tăng vọt, thì tránh mà không gặp. Từ Nghệ giống vậy đen gương mặt trầm mặc chốc lát, vẫn mở miệng nói.
Cái này cũng không biện pháp, vậy Diệp Thần thực lực quả thật cực kỳ kinh khủng, xem ra đã ở vô danh bên trên, ta nghe nói Diệp Thần cái này mấy ngày đã quét ngang một đám tham dự huyền nguyệt chuyện thế lực cao cấp, linh võ đại lục thế cục, là hoàn toàn thay đổi ngày. Nguyên bản bốn đại học viện bên trong yếu nhất thần hỏa học viện, bỗng nhiên quật khởi, đã có lực áp đế quốc thực lực, mà huyền nguyệt tông, cái này nguyên bản bất quá là tông môn nhất lưu tồn tại, hiện tại giống nhau đã là xứng đáng không thẹn linh võ thế lực cao cấp một trong. Hướng gia nhị trưởng lão Hướng Tuyệt cao mày trước nói, như thế nói, tiếp theo, thì phải đến phiên chúng ta. Làm thế nào? Từ Nghệ ánh mắt lóe lên nói, hiện tại, cũng chỉ có thể cùng đại ca ta tin tức. Hướng thuộc về thần sắc động một cái, nhìn về phía Từ Nghệ. Từ thiên trưởng lão thật có thể liên lạc với cái đó thần quốc tông môn, thật có thể để cho nó đệ tử trong môn là chúng ta ra tay một lần, vượt qua lần này cửa ải khó sao. Từ Nghệ gật đầu nói, cũng có thể. Đột nhiên, hắn lại thở dài một tiếng nói, chỉ là, đời này giá cả, chỉ sợ cũng không giống bình thường, đây cũng là ta tìm tới hai vị nguyên nhân. Hướng thuộc về mặt hiện âm ngoan vẻ, uy nghiêm nói, vậy Diệp Thần, giết đệ đệ ta Hướng Cường, cho dù bỏ ra giá cao hơn nữa, ta cũng muốn báo thù. Chỉ cần có thể mời được thần quốc cường giả ra tay, giá bao nhiêu, ta Hướng gia đều nguyện ý cùng Từ gia cùng nhau gánh vác. Đây là, một đạo thân ảnh chớp mắt, xuất hiện ở gác lửng bên trong, chính là đại trưởng lão Từ Thiên, mà ở Từ Thiên sau lưng, còn đi theo một người mặc thêu giấy mạ vàng hồng bào, một đôi hẹp dài mắt nhỏ, cằm khá nhọn, mặt mũi trắng bệch, thần sắc cực kỳ lãnh ngạo người tuổi trẻ. Huyền Nguyệt Tông trong đại điện. Diệp Thần đem một cái gia tộc cao cấp tài nguyên mang về giao cho Thương Dạ sau đó, đang chuẩn bị trước khi rời đi đi Bắc Hải Từ gia lúc đó. Đột nhiên, một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử chạy vào đại điện, một mực cung kính hướng về phía Diệp Thần thi lễ một cái sau đó, cầm ra một cái màu đỏ phong thư đưa cho Diệp Thần nói, Diệp Sư Huynh, có người để cho ta cầm phong thư này giao cho ngươi. À, Diệp Thần chân mày khều một cái, mở thư ra phong sau đó, trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Thương Dạ hỏi, Diệp Thần, chuyện gì? Diệp Thần cười nói, vậy Hướng gia và Từ gia lại làm cái tiệc mời ta tham gia, thỉnh cầu ta tha thứ, ha ha, có chút ý tứ. Thương Dạ cau mày nói, hai nhà này liên hiệp chung một chỗ, chỉ sợ là chuẩn bị cái gì đối phó ngươi thủ đoạn. Diệp Thần cười lạnh nói chuyện cũng tốt, ngược lại là tránh ta chạy hai chuyến. Bắc Hải Từ gia, một gian xa hoa lãng phí cực kỳ trong phòng yến hội, trên chủ tọa ngồi một vị hồng bào thanh niên. Thanh niên bên người là hai người vô cùng là đẹp hình dáng thiếu nữ, đang dè dặt hầu hạ thanh niên uống rượu ăn món ăn. Mà vậy bốn tên thái hư cảnh cường giả, lúc này lại là một bộ vô cùng là cung kính hình dáng, nở nụ cười ngồi ở đầu dưới. Mà vậy hồng bào thanh niên chính là đầy mặt không nén được vẻ, lạnh lùng hỏi, vậy kêu là Diệp Thần người thật sẽ đến. Bổn công tử thời gian có thể không nhiều, nếu như lãng phí các ngươi tha thứ nổi sao? Lời nói bên trong, lại là đối với tứ đại gia tộc trưởng lão không có chút nào tôn kính ý. Có thể vậy bốn tên trưởng lão, lúc này, nhưng vẫn mặt đầy nụ cười, đừng nói phản bác, liền một chút bất mãn, cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Từ Thiên cung kính hướng về phía tên kia hồng bào thanh niên cười nói, là công tử, xin an tâm một chút chớ nóng, căn cứ chúng ta đối với Diệp Thần biết rõ, người này cuồng ngông đến trình độ cao nhất, nhất định sẽ tới chàng. Người thanh niên này tên là La Ôn, đến từ thần quốc một cái thế lực bình thường, Thiên Lôi Tông. Tuổi gần 29, cũng đã là thái hư 4 tầng thiên tu vi. Thực lực là người linh võ khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nếu như đặt ở linh võ đại lục, tuyệt đối là càn quét hết thảy vạn cổ yêu nghiệt, cho dù ở thần quốc, cũng coi là Thiên Lôi Tông ưu tú thiên tài. Lần này, Từ Thiên vì đối phó Diệp Thần, vận dụng hết thảy thủ đoạn. Mới tìm được Thiên Lôi Tông quan hệ, hơn nữa, đã tiêu hao hết Từ gia cùng Hướng gia tất cả nội tình tích lũy, mới cầu được La Ôn ra tay một lần. Dẫu sao, tu võ tài nguyên không có, có thể lại được lợi, lại góp nhặt, nhưng mà lần này nếu như Diệp Thần không chết, bọn họ ngay cả mạng cũng không giữ được à. Còn giữ những tư nguyên này có gì hữu dụng đâu. Chỉ cần bọn họ người còn sống, cho dù tạm thời Từ gia và Hướng gia, sẽ rớt ra 10 gia tộc lớn nhóm. Nhưng chí ít vẫn là cao cấp nhà giàu có à. Còn có quật khởi cơ hội. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là,
bọn họ trong lòng cũng không có so vô cùng hy vọng Diệp Thần chết. La Ôn uống một hớp cực phẩm linh tử khinh thường nhìn mấy người nói, cuồng ngông. Ha ha, để cho một cái phong môn rác dưới cũng có thể ở thái hư tồn tại trước mặt cuồng ngông. Điều này cũng làm cho ở các ngươi cái này loại đất man hoang mới có thể phát sinh. Từ Thiên mấy người hơi biến sắc mặt, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, mình mấy người đã tiêu hao hết gia tài, mới đưa cái này La Ôn mời tới, lễ phép chu toàn, nhưng đối phương đối với mình nhưng là loại thái độ này. Không nói tôn kính, liền đối mình đám người khinh thường không che giấu chút nào à. Mấy người giàu gì cũng là linh võ đại lục mạnh nhất một nhóm võ giả, lúc nào nhận loại đãi ngộ này. Từ Nghệ có chút không nhìn được mở miệng nói, La công tử, cái này Diệp Thần có thể thật không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à. Thực lực đặc biệt khủng bố, thậm chí đều phải áp đảo thái hư bên trên. La công tử vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Từ Thiên sắc mặt liền trắng. Vội vàng trận lại nói, nhị đệ. Im miệng. Cái này La Ôn ở Thiên Lôi Tông bên trong nhưng mà nổi danh nóng này không tốt à. Nhất bị không được người khác chống đối. Quả nhiên, La Ôn mặt hiện nghiền ngẫm vẻ nhìn Từ Nghệ nói, chú ý. Người gọi là bổn công tử chú ý một cái phong môn rác dưới sao. Vừa nói, La Ôn sắc mặt chợt trầm xuống, thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng ba phần, cả người thái hư chí cường hơi thở điên cuồng phun trào. Lại là trực tiếp hướng Từ Nghệ gào thét đi. La Ôn cố nhiên chỉ là thái hư bốn tầng thiên, nhưng là hắn có thể là tới từ thần quốc, hắn thực lực nhưng mà có thể vượt cấp mà chiến. Bốn tên thái hư giai đoạn trước cường giả con người co giúp một cái, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, Từ Nghệ liền kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược, miệng phun máu tươi. Cái khác mấy người nhìn hấp hối Từ Nghệ, không khỏi ngay cả hô hấp đều quên. Mặt hiện kinh hãi đến mức tận cùng thần sắc. Đây là thật sao? Mặc dù La Ôn là cùng bọn họ chênh lệch không nhiều, nhưng chỉ dựa vào mượn hơi thở, liền có thể trọng thương cùng cấp tồn tại. Cho dù bọn họ biết La Ôn mạnh, mạnh đến không tưởng tượng nổi, có thể cái này cũng có chút quá kinh khủng đi. Đây chính là thần quốc thiên tài thực lực sao? Mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sợ rằng La Ôn cho dù chỉ là thái hư sơ kỳ tồn tại, cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ chứ. Thần quốc võ đạo cường đại đến làm người ta rung động. La Ôn từ từ uống một hớp rượu, mặt đầy khinh miệt nhìn Từ Nghệ nói, bổn công tử có nhỏ hay không tim cần ngươi phế vật này tới dậy sao? Mặc dù, La Ôn lần này vì những cái kia tu võ tài nguyên, đáp ứng là từ ra ra tay, nhưng trong xương là chút nào cũng xem thường bất kỳ người linh võ đại lục. Thậm chí, thật là đều không cầm người linh võ làm người đối đãi. Mà là đem bọn họ coi là sơ đẳng chủng tộc, chỉ phối làm thần người trong nước nô lệ. Vốn là mới vừa rồi vậy Từ Nghệ, chống đối liền hắn một câu, ở La Ôn xem ra, chính là muốn đem Từ gia thậm chí hướng ra, cũng tàn sát hầu như không còn lỗi. Chỉ là làm như vậy, khó tránh khỏi ở thần quốc bên kia, sẽ lưu lại một ít mượn cớ, đối với hắn tương lai có thể sẽ có ảnh hưởng, phiền toái hơn chính là, còn có thể chọc tới thần sứ. Cho nên, vậy dưới tình huống, người thần quốc, cũng sẽ không ở linh võ đại lục đại khai sát giới, vì đạt được lợi ích, phần lớn sẽ chọn lựa cùng người linh võ giao dịch phương thức. Hơn nữa, cho dù vì lợi ích, giết một cái phong môn cảnh tồn tại, liền có thể được cái này hai gia tộc lớn tất cả tư nguyên nói, cần gì phải còn muốn lãng phí thời gian tới nghiền ép một bầy kiến hôi đâu. Đây là, Từ Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía trên đất không ngừng rên rỉ Từ Nghệ nói, nhị đệ. Còn không mau và La công tử nói xin lỗi. Từ Nghệ sắc mặt mặc dù khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn miễn cưỡng bò dậy, do dự một cái chớp mắt sau đó, lại trực tiếp quỳ xuống La Ôn trước mặt nói. Thật xin lỗi, La công tử, mời ngươi không nên trách tội, là ta ếch ngồi đáy giếng, có mắt không tròng, lấy La công tử thực lực, cái gì đó Diệp Thần, cho dù yêu nghiệt đi nữa, cũng bất quá là một con kiến hôi thôi. La Ôn sắc mặt hòa hoãn một phần. Tùy ý khoát tay một cái nói, biết liền tốt, bổn công tử và các ngươi thực lực, khác biệt một trời, thần quốc thái hư và linh võ thái hư, căn bản không phải cùng một tầng thứ tồn tại, đừng lấy các ngươi ánh mắt để cân nhắc bổn công tử thực lực. Từ Nghệ ngồi về vị trí, mặc dù mới vừa rồi Từ gia mặt mũi có thể nói là bị hoàn toàn giày xéo, nhưng mấy người thần sắc vẫn là có chút hưng phấn. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, La Ôn càng mạnh. Diệp Thần sẽ chết được càng thảm à.
Nguyên bản bởi vì Diệp Thần thực lực, bọn họ nhiều ít còn đối với La Ôn có thể hay không giết chết Diệp Thần tâm tồn nghi ngờ, bây giờ nói, có thể nói là hoàn toàn an tâm. Mà Diệp Thần chết, gia tộc của bọn họ địa vị, coi như là căn bản giữ được. Còn như mặt mũi có thể làm cơm ăn không? Hơn nữa, nói không chừng, bọn họ còn có cơ hội, đạt được Diệp Thần huyết mạch lực đâu. Vậy thì thật là nhân họa đắc phúc. Ngay tại lúc này, ngoài cửa một người người làm, cao giọng quát lên, Diệp công tử đến. Trong sảnh mấy người, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là ánh mắt sáng lên. Thằng nhóc này, thật đi tìm cái chết. Chỉ có La Ôn, vẫn là sắc mặt nhàn nhạt tiếp tục uống rượu. Đây là, ngoài cửa đi tới một bóng người, chính là Diệp Thần. Diệp Thần một bước vào sảnh bên trong, một mắt, liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị lên La Ôn, chân mày lơ đãng nhíu một cái. Đầu tiên, chính là La Ôn tu vi, thái hư bốn tầng thiên. Thứ nhì, chính là La Ôn hơi thở. Tiếp xúc qua thần quốc võ, cảm thụ qua võ đạo căn cơ Diệp Thần, có thể rõ ràng cảm giác được, La Ôn võ đạo căn cơ đặc biệt được vững chắc, và linh võ đại lục giống vậy thái hư tồn tại, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, mặt lộ một chút nghiền ngẫm, xem ra lần này từ gia và hướng gia vì đối phó mình, từ thần quốc mời tới người này. Từ thiên mặt lộ vẻ cười nhạt hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, ngươi thật vẫn dám đến à, không nói cái khác, chỉ là phần này cuồng, quả thật làm cho lão phu khâm phục à. Một bên Từ Nghệ tiếp lời nói, nhưng là thật ngông cuồng người, thường thường chết được vậy càng sớm. Mà Diệp Thần nhưng là không nói một lời, tựa như không có nghe được bọn họ nói chuyện vậy. Đối với mấy cái liền người phải chết, còn có cần phải nói thêm cái gì sao? Từ Thiên sắc mặt trầm xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp Thần cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại, nếu như ngươi hiện tại chịu rời đi, chúng ta ân oán giữa xóa bỏ, nếu không, ngươi ngày hôm nay đem không cách nào còn sống rời đi nơi này. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt cười. Xóa bỏ. Trong mắt hắn bỗng nhiên run lên nói, ta những cái kia chết đi anh chị em mình, cũng là có thể xóa bỏ sao. Trong chốc lát, Diệp Thần bùng nổ sát ý, không khỏi làm vậy mấy tên thái hư tồn tại, cũng khẽ run lên. Liền liền La Ôn, vậy nhìn nhiều Diệp Thần mấy lần. Từ Thiên giữ tợn cười một tiếng nói, được, vậy ngươi đi ngay chết đi. Thả tử thú. Tiếng nói vừa dứt, đại điện bốn phía, đột nhiên xông ra trên trăm đầu cả người đen nhánh. Cặp mắt đỏ thẫm hung thú, mà mỗi một đầu bất ngờ cũng có phong môn cảnh tu vi. Những thứ này đen nhánh hung thú, vừa xuất hiện, lại là không chút do dự đánh về phía Diệp Thần. Từ Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, những thứ này tử thú, là hắn bỏ giá thật lớn từ thần quốc mua, những thứ này tử thú từ nhỏ đi qua đặc thù bồi dưỡng, chiến đấu không sợ chết, càng mấu chốt chính là hắn hơi thở vô cùng bạo liệt, tự bạo uy lực xa không vậy phong môn đỉnh cấp tồn tại có thể so với. Như thế nhiều tử thú tự bạo, cho dù là thái hư tồn tại, cũng sẽ bị đánh thành cho tàn chứ. Bọn họ mặc dù mời tới La Ôn, nhưng cũng không khỏi không làm nhiều một chút chuẩn bị, cho dù những thứ này tử thú không thể giết Diệp Thần, để cho bọn họ đem Diệp Thần trọng thương, vậy là tốt à. Mà Diệp Thần, chỉ là quét những cái kia tử thú một mắt, thậm chí, ngay cả ý né tránh cũng không có. Một khắc sau, cái này hơn 100 đầu tử thú. Liền đem đứng tại chỗ Diệp Thần, vây quanh vòng tròn, chồng chung một chỗ, hướng về phía điên cuồng cắn xé, trong chốc lát, máu tươi tràn ra. Cái này rộng lớn vô cùng tiệc phòng khách, thật là hóa là biển máu. Máu kia, là máu Diệp Thần. Từ Thiên các người thấy vậy, hai tròng mắt sáng lên. Mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Cái này Diệp Thần, là cuồng ngông, bành trướng đến đầu óc cũng không tỉnh táo liền chứ. Lại dùng thân xác. Chống cự trên trăm đầu tử thú công kích. Ha ha! Chẳng lẽ sự việc, như thế ung dung liền kết thúc? Đừng nói để cho La Ôn ra tay, thậm chí, cũng không cần để cho tử thú tự bảo. Từ Thiên các người nụ cười lộ ra, mà La Ôn nhìn bị tử thú vây quanh Diệp Thần, cũng là mặt hiện vẻ khinh thường lắc đầu một cái, trong mắt bên trong còn mơ hồ có chút thất vọng. Vốn là... Hắn đối với cái này phong môn cảnh liền chấn áp toàn bộ linh võ nhà giàu có người còn có chút hứng thú, bây giờ nhìn lại đơn giản là lãng phí mình thời gian. Liền phế vật như vậy, cũng xứng để cho hắn La Ôn ra tay.
có thể một khắc sau, từ thiên đám người nụ cười, liền đọng lại. Một màn quỷ dị, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp nhìn như cơ hồ biến thành người máu giống vậy Diệp Thần, trên gương mặt, nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Một khắc sau, ngút trời biển máu, lại bắt đầu chảy ngược. Toàn bộ bên trong đại điện máu, lại điên cuồng rót ngược hồi Diệp Thần trong cơ thể. Ngay chớp mắt, Diệp Thần thân thể, thì đã khôi phục như thường, thật là, giống như mới vừa rồi hết thảy, cũng là ảo giác vậy. Lần này, không chỉ là Từ Thiên các người, liền liền La Ôn đều có chút rung động à. Vốn là, Từ Thiên các người cũng biết, Diệp Thần sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng, có thể lúc ấy Diệp Thần ở đảo Phi Lôi lên, năng lực khôi phục, còn không có như thế biến thái à. Nói cách khác, Diệp Thần không chỉ là thực lực, liền nghịch thiên kia năng lực khôi phục, cũng trở nên mạnh mẽ à. Khoảng cách đảo Phi Lôi buổi đấu giá kết thúc, mới qua bao lâu? Đơn giản là lật đổ những thứ này không biết sống bao lâu linh võ các cường giả suy nghĩ à. Thực lực còn có thể như thế toàn phương vị tăng lên. Từ Thiên phục hồi tinh thần lại, chợt điên cuồng hét lên, tự bảo. Tự bảo, cũng cho ta tự bảo. Hắn sợ, hắn là thật cảm thấy sợ hãi, liền vạn năm lịch luyện đạo tim đều dao động. Diệp Thần giống như một cái đánh không ngã, còn sẽ nhanh chóng lớn lên ma thần vậy. Nguyên bản cái đó bọn họ xem thường phong môn võ giả, hiện tại, đã hoàn toàn hóa thân là để cho bọn họ cũng theo đó sợ hãi ma thần liền à. Hiện tại, hắn chỉ muốn không tiếc giá phải trả đem Diệp Thần xóa bỏ. Một khắc sau, oanh oanh oanh. Trên trăm đầu phong môn cảnh hung thú tự bạo, ngay tức thì đem hơn nửa cung điện san thành bình địa, liền cái này có trận pháp phòng vệ từ ra hòn đảo, vậy một hồi đất rung núi chuyển, kế cận bể tan tành. Mà lúc này Diệp Thần, bề mặt bên trên, vậy xuất hiện không thiếu vết thương, có thể. Ngay tại Từ Thiên các người khó tin ánh mắt bên trong, những vết thương này thật nhanh khép lại. Đây chính là trên trăm đầu phong môn hung thú tự bạo à. Phổ thông một con tự bạo uy lực, thì có thể uy hiếp được thái hư. Có thể cái này trên trăm đầu hung thú tự bạo, đừng nói là bị thương nặng, thậm chí Diệp Thần hơi thở, cũng không có chút nào không yên à. Kết thúc. Diệp Thần phủi bụi trên người một cái, lộ ra một cái nhìn như nụ cười ấm áp nói, vậy các vị, chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Sát ý chỉ, Từ Thiên cùng bốn tên xuất từ cao cấp nhà giàu có cường giả, lại sợ hãi được giống như là thấy được chó sói thỏ vậy, liền chân, cũng mềm nhũn. Bọn họ hướng La Ôn điên cuồng lui về phía sau trước, trong miệng hô to nói, La công tử. Cứu mạng à! La Ôn chậm rãi để ly rượu xuống, hắn lúc này. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng là âm trầm một phiến. Vậy trên trăm đầu hung thú tự bạo, La Ôn vậy có tự tin? Như vậy trình độ thủ đoạn, cho dù hắn chống cự, vậy chưa đến nỗi có nguy hiểm tánh mạng, thậm chí chưa đến nỗi ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, nhưng, nhất định là phải dẫn chút ít bị thương. Có thể Diệp Thần đâu? Không chút tổn hao nào. Cái này há chẳng phải là nói, cái này phong môn cảnh linh võ rác dưới. Ở sinh mệnh lực phương diện so hắn Thiên Lôi Tông thiên tài siêu cấp La Ôn, kinh khủng hơn. Cái này, đơn giản là đối với La Ôn lớn nhất làm nhục à. Một cái linh võ rác dưới, cho dù chỉ có một phương diện, thắng được hắn, hắn liền không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao, ở hắn trong mắt, người linh võ bất quá là liệt các người à. Hẳn mỗi cái phương diện đều bị người thần quốc nghiền ép mới đúng. Huống chi. Mình vẫn là trong thần quốc Thiên Lôi Tông thiên tài. La Ôn chậm rãi đứng dậy, hai tay thuộc lòng, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói. Trên mình ngươi, chắc có thần quốc dấu vết chứ. Bất quá, ở ngươi tu vi đạt tới phong môn sau đó, dấu vết liền căn bản mất hiệu lực. Lập tức, thần sứ vậy sẽ tìm được ngươi, để cho ngươi tiến vào thần quốc chứ. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một, chết, hai, ở ta trước mặt quỳ xuống. Nhận ta làm chủ, ta có thể tiến cử ngươi tiến vào Thiên Lôi Tông. La Ôn trong mắt lóe lên vẻ chế giễu vẻ, nếu cái này Diệp Thần để cho hắn cảm thấy khó chịu, vậy dĩ nhiên muốn đòi lại, quỳ xuống, đã đủ nhân từ chứ. Mà Diệp Thần quả thật có tư cách làm hắn La Ôn đầy tớ, sẽ dùng Diệp Thần cuộc đời còn lại, tới là hắn đối với mình xúc phạm, tha tội chứ. Mà từ ra, hướng ra người, thì hoàn toàn trợn tròn mắt, La Ôn là ý gì? Lại cho Diệp Thần nơi lựa chọn, còn muốn mang hắn gia nhập Thiên Lôi Tông.
đây có thể và nói xong không giống nhau à? La Ôn tiếp tục nói, bổn công tử không thừa nhận cũng không được, người thiên tư coi như còn có thể, tương lai nói không chừng có thể ở thần quốc tìm được đất đặt chân, bất quá, người nếu là ở nơi này chết, cho dù tương lai lại quang minh, thì có ích lợi gì đâu. Kẻ thức thời là người tài giỏi, huống chi, có thể đi theo bổn công tử là vinh hạnh của ngươi, có phúc. Từ thiên các người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là khẩn trương không dứt. Diệp Thần muốn là thật gia nhập Thiên Lôi Tông, cho dù chỉ là làm La Ôn một con chó mà thôi, đó cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi tồn tại à. Nói cách khác gia tộc của bọn họ là thật xong rồi. Ở từ thiên các người xem ra, cho dù Diệp Thần lại cuồng, chỉ cần không phải là kẻ ngu, vậy rất có thể, đáp ứng La Ôn chứ. Dẫu sao, Diệp Thần đối mặt La Ôn, kết quả rất có thể chính là chết, còn nếu là nhận La Ôn làm chủ đâu. Đây chính là có thể trực tiếp gia nhập tông môn à. Hơn nữa còn tương đương với ôm lên La Ôn bắp đùi. Phải biết, cho dù là có tiến vào thần quốc tư cách thiên mới muốn bị tông môn vừa ý, vậy là đặc biệt khó khăn, thậm chí, phải trải qua nguy hiểm tánh mạng à. Chỉ gặp Diệp Thần nhìn La Ôn, mặt vô thần sắc, ánh mắt nhàn nhạt nói, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, một, lăn ra ngoài, hai, và mấy người này, cùng chết. Yên tĩnh, toàn bộ tiệc phòng khách, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe được. Diệp Thần, mới vừa rồi đối với La Ôn nói cái gì? Lăn ra ngoài. Chết. La Ôn, nhưng mà Thiên Lôi Tông tuyệt thế thiên tài. Thái hư bốn tầng thiên tồn tại, chỉ dựa vào hơi thở, liền có thể trấn áp trọng thương linh võ thái hư cường giả siêu cấp yêu nghiệt à. Diệp Thần là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lại đối với La Ôn nói như vậy. Liền La Ôn đều là thần sắc sững sốt một chút, lấy là mình nghe lầm, hắn những năm này ở Thiên Lôi Tông, người nào thậm chí những cái kia thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả, đều không phải là đối với hắn khách khí. Một cái linh võ phế vật, tự nhủ cái gì? Ngay sau đó, từ thiên các người chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này Diệp Thần chết chắc. La Ôn chính là giận dữ ngược lại cười nói, được, giỏi một cái linh võ rác dưới. Vốn là cho ngươi cái làm chó của ta cơ hội, ngươi cũng không hiểu được quý trọng. Ha ha, rác dưới quả nhiên chính là rác dưới, vĩnh viễn không có trở mình cơ hội, như vậy, ngươi đi ngay chết đi. Diệp Thần liếc La Ôn cười lạnh nói, các ngươi người thần quốc, cũng như thế có thể gọi sao? Nếu như ngươi thích, ta có thể chờ ngươi kêu xong, cho ngươi thêm đi chết. Cho ta chết, La Ôn cả người hơi thở mãnh liệt, giận đến trình độ cao nhất, mái tóc dài đổ bay. Cặp mắt đều đã đầy máu. Diệp Thần đến lúc này, còn có dũng khí châm biếm lại. Một con chó dám đối với mình nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Diệp Thần không nên chết được nhanh như vậy, có thể để cho hắn thật tốt đem hoàn toàn đạp bể, nghiền ép. Một khắc sau, vẫy ngút trời hơi thở, liền hóa thành vô tận lóe lên, tản ra khí tức hủy diệt màu máu sấm sét, hướng Diệp Thần đánh tới. Dọc đường không gian, hết sức thành hư không. Mọi người con người có giúp một cái, chỉ là hơi thở, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, lại liền có thể thực chất hóa. Hơn nữa, nhìn như thật là so thái hư tích chữ ở một kích toàn lực mạnh hơn lên gấp mấy lần à. Khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là hít sâu một hơi, cả người hơi thở, giống vậy phóng lên cao, hóa thành một cổ ẩn chứa vô cùng sát ý xích kim cuồng gió, cùng huyết sắc kia sấm sét va chạm cùng nhau. Hai người, lại trong chốc lát địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. La Ôn con người có giúp một cái này linh võ phế vật lại chặn lại mình toàn lực thả ra hơi thở. Càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận phải, Diệp Thần dùng vẫn là cùng hắn giống nhau phương thức. La Ôn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, vốn là, muốn dùng hơi thở đem ngươi ép vỡ, nói không chừng ngươi còn có thể sống lâu một chút. Ngươi thật lấy vì mình một cái phong môn phế vật. Là có thể nghiền ép hết thảy. Bất quá là các ngươi linh võ đạo quá rác dưới, các ngươi người linh võ, quá phế vật, mới sẽ cho ngươi loại ảo giác này mà thôi, lập tức ta liền sẽ để cho ngươi hiểu được điểm này. Lúc này, La Ôn trong tay, nắm một thanh trường kiếm. Một chuôi toàn thân đỏ tươi, chuôi kiếm bên trên, tựa như còn nạm một quả dị thú con ngươi, tản ra vô tận tà khí trường kiếm. Từ thiên thấy thanh trường kiếm kia, không nhịn được sắc mặt biến đổi, thanh kiếm này không phải mấy chục ngàn năm trước,
hoành đè linh võ đại lục, mất đi liền vô số thái hư cường giả, cuối cùng không biết tung tích tên kia tự xưng huyết tu la tà tu sử dụng chuôi này, tà mục kiếm sao? Tương truyền kiếm này uy lực mạnh, cho dù ở thánh binh bên trong, đều là cực phẩm tồn tại, nhưng chỉ cần là tư chất không có đạt tới tuyệt đỉnh yêu nghiệt tầng thứ tu võ người, sử dụng kiếm này ngược lại sẽ bị tà mục kiếm bản thân chiếm đoạt. Mà La Ôn lại thu phục chuôi này khủng bố mà vũ khí quỷ dị. Diệp Thần thấy vậy tà mục kiếm, cũng là khẽ nhíu mày, tay lộn một cái, nắm thú hủ kiếm. La Ôn cả người màu máu lôi quang chớp động, bơm vào đến chuôi này tà mục kiếm bên trong, một cổ chí cường kiếm ý, ngang trời ra, chung quanh hư không, cũng mơ hồ ở hắn kiếm ý dưới tan vỡ. Hắn hai tròng mắt giống như tia chớp, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khẽ quát một tiếng nói, thiên sát huyết lôi kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm ý giống như cự long đằng mở ra, chấn áp vạn vật, huyễn hóa ra một đạo gào thét gầm thét màu máu lôi long, giết hướng Diệp Thần. Một kiếm này, lại tản mát ra một loại vô cùng là đậm đà võ đạo đỉnh cấp hơi thở. Diệp Thần hai tròng mắt mở to, trên mặt cũng không miễn hiện ra vẻ khiếp sợ, giờ khắc này, hắn bên trong tim bên trong không khỏi xông ra một cái ý niệm. Đó chính là, trước hắn đã gặp qua những cái kia không cùng đẳng cấp linh võ võ, đều tựa như thành một loại trò đùa. Cái này, mới thật sự là võ có uy lực à. Từ thiên các người lại là ở La Ôn xuất kiếm ngay tức thì đã toàn thân lông măng dựng đứng, nhịn không được run, ngay cả động đánh, đều không cách nào nhúc nhích. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bọn họ trong lòng thoáng có một chút ý chí chống cự, liền sẽ bị tán toát ra một chút kiếm ý, vặn thành phấn vụn. Từ thiên nhìn về phía La Ôn, lại là trước mắt vẻ kinh hãi. Ngày này sát huyết sấm kiếm nhưng mà thiên lôi tông chấn tông tuyệt kỹ à. Hắn thậm chí nghe người ta nói qua, kiếm pháp này mấy chục ngàn năm qua cho tới bây giờ không có chạm ách cảnh dưới võ giả có thể luyện thành. Mà La Ôn, lại thu thành. Người này, không hổ là thiên lôi tông nghịch đời thiên tài, chân thực quá chói mắt đến không tưởng tượng nổi, chói mắt đến thậm chí để cho người không tự chủ được nghĩ muốn thần phục. Bọn họ thậm chí cảm thấy La Ôn quả thật có tư cách xem thường, khinh bỉ người linh võ, bọn họ bên trong tim bên trong thậm chí không có bất mãn, chỉ muốn trở thành La Ôn một con chó. Cái này mấy tên đã từng ở linh võ đại lục dung chuyển trời đất đại lão, lại bị La Ôn một kiếm, hoàn toàn khuất phục, liền tự ái đều ở đây kiếm quang bên trong mất đi. Đây là bực nào mạnh mẽ? Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, đối mặt La Ôn một kiếm, hắn vậy phải toàn lực ứng phó. Hắn cả người kim quang dâng lên, mơ hồ bên trong, tựa hồ có thể nghe được viên minh hổ gầm, rung động nhân tâm. Phá thiên lực. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trên cánh tay kim mang kích động, cự lực cuồng trào, mà Diệp Thần lại không có dừng lại. Hắn muốn khống chế cái này kinh thế lực, thi triển kiếm thứ tư đồ sát ma diệt thế kiếm. Hắn phải đem cái này hung thú lực dung nhập vào đồ sát ma diệt thế trong kiếm. Đem hắn mạnh nhất hai loại lực lượng lẫn nhau kết hợp. Mà đây kết hợp sau võ, trên bản chất mà nói, đã cùng đồ sát ma diệt thế kiếm có khác biệt. Mạnh hơn, liền liền luân hồi mộ địa phong thanh dương cũng là hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói, thế gian như có người có thể đem ta vậy lục đạo kiếm ý phát huy, sợ rằng chỉ có Diệp Thần. Ta phong thanh dương cố nhiên bị kẹt, nhưng là thua một cái tốt đồ nhi. Một khắc sau, trong hư không, tựa như vang lên thần ma nói nhỏ. Chí cường kiếm ý, phá không mà ra, nhắm thẳng vào đại đạo cuối. Một kiếm ra, phù đời như bọt nước, hết sức thành hư không. Tất cả đều nghiền. Một kiếm này bên trong, giống như là hàm chứa Diệp Thần viên kia vạn kiếp bất diệt đạo tim, dù cho thương khung ngăn ở trước mặt hắn, cũng phải phá thiên lên. Một khắc sau, hàm chứa cự lực kiếm quang màu vàng, cùng huyết sắc kia lôi quang đụng vào nhau. Ầm một tiếng vang thật lớn, đúng tòa cung điện. Thậm chí chung quanh rất nhiều lấy cao cấp vật liệu trúc thành kiến trúc, đều ở đây khoảnh khắc bây giờ, liền bị dư âm mất đi. Mà vậy bốn tên thái hư tồn tại, lại là ở dư âm dưới sự xung kích, rối rít hộc máu, bị đánh bay trên đất, chỉ là dư âm, liền để cho bọn họ bốn người đồng thời trọng thương. Bốn người thở hào hển mạnh trống lên thân thể, hướng Diệp Thần chỗ chỗ nhìn. Vui mừng, điên cuồng vui mừng đồng thời hiện lên ở bốn người gương mặt bên trên. Vậy ở trên cao trăm đầu hung thú tự bạo bên trong, cũng không chút tổn hao nào Diệp Thần,
lúc này nhìn qua nhưng là vô cùng là được chật vật. Diệp Thần đứng tại chỗ, dưới chân, tràn đầy máu tươi, sắc mặt vô cùng là trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng, hắn bụng lại là trực tiếp bị vậy chí cường kiếm ý thương tổn tới. Hơn nữa, vết thương bên trong, máu tươi cuồng trào, trong chốc lát, hoàn toàn không có khép lại dấu hiệu. Trọng thương, Diệp Thần lại bị thương nặng. Đổi thành phổ thông võ giả, sợ rằng đã sớm hóa thành hư vô. La Ôn trong mắt bên trong, thoáng qua vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi Diệp Thần một kiếm kia vô cùng là khủng bố, thậm chí để cho hắn cảm nhận được chết uy hiếp. Bất quá, làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần lúc này trạng thái sau đó, khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười châm biếm. Hắn nhìn Diệp Thần, châm chọc nói, ha ha, mới vừa rồi ngươi nói gì sao? Để cho bổn công tử cút, chết, bây giờ thế nào, chết là ai? Ừ, bất quá, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như còn chưa chết hẳn à. Không tệ, bổn công tử còn muốn đánh đoạn ngươi tứ chi, xem ngươi xem chó như nhau nằm trên đất cầu xin tha thứ hình dáng. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần gương mặt bên trên, nhưng hiện lên một cái nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói, à. Xem ra, các ngươi người thần quốc, quả thật không phải vậy có thể kêu. Cho dù chỉ còn lại nửa thân thể, còn có thể kêu được lớn như vậy tiếng. Đây cũng là để cho Diệp Mỗ có chút bội phục. Ngươi nói gì sao? La Ôn nhướng mày một cái này Diệp Thần là trọng thương sau này, rơi vào tuyệt cảnh bên trong, đầu óc không tỉnh táo liền sao? Đang nói gì ngu xuẩn nói? Cái gì gọi là chỉ còn lại nửa người? La Ôn mới vừa muốn mở miệng, nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên bây giờ, hắn thấy được Tử Thiên bốn người, vô cùng kinh hãi, kinh hoàng, ánh mắt đờ đẫn. Mà bọn họ ánh mắt, toàn bộ tập trung vào La Ôn nửa người dưới. La Ôn theo bản năng theo bọn họ ánh mắt, hướng xuống dưới nhìn. Một khắc sau, vậy nguyên bản mang lãnh ngạo, khinh miệt gương mặt, trong nháy mắt trắng bệch, con người điên cuồng run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, làm sao có thể? Lúc này La Ôn, nửa người dưới, lại đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí không có để lại một chút dấu vết, mà hắn nửa người trên, cứ như vậy vô căn cứ lơ lửng. La Ôn môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, có thể xông ra khẩu ngoại, chỉ có máu tươi, cuồn cuộn máu tươi. Theo máu tươi phun trào, La Ôn thân thể, vậy lập tức rớt xuống đất, hơi thở vậy bắt đầu nhanh chóng suy bại đi xuống. Từng có tiếng người, một lực vượt 10.000 pháp. Lực lượng cường hãn tới trình độ nhất định, thậm chí có thể đem vạn vật kích phá, liền thời gian, không gian, đều ở đây chí cường lực lượng dưới, phát sinh vặn vẹo. Cho nên, mới phải xuất hiện cái này loại hiện tượng quỷ dị. Cái này, đơn giản là chạm tới kiếm ý trình độ cao nhất à. Hấp hối La Ôn, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, làm sao có thể. Một cái linh võ phế vật, một cái phong môn rác dưới, làm sao có thể làm được loại chuyện này. Diệp Thần từng bước, đi tới La Ôn trước mặt, mắt nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói, hiện tại, cuối cùng kêu không được. Ta nói qua, để cho ngươi sau khi kêu xong, sẽ đưa ngươi đi chết. Kiếm trong tay động, huyết quang chợt tránh. Cái này Thiên Lôi Tông tuyệt thế thiên tài, cơ hồ có thể lấy lực một người hoành đè linh võ thần quốc yêu nghiệt. Hắn viên kia đã từng ra lệnh vô số người sợ hãi, run rẩy đầu lâu, liền cứ như vậy bị Diệp Thần chém xuống một kiếm. Hắn cuối cùng chết ở hắn nhất là xem thường người linh võ trong tay, chết ở hắn coi là đất man hoang linh võ đại lục bên trên. Chém La Ôn sau đó, Diệp Thần đưa mắt, rời về phía Tử gia, hướng ra mấy tên trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, một đạo kim sắc lôi quang chớp động, rời đi cái này cái hải đảo. Mà ở lôi quang rời đi ngay tức thì, chỗ tòa này đại biểu Tử gia gia sản, đã từng ra lệnh vô số linh võ cường giả hướng tới không dứt Bắc Hải hòn đảo, cùng tứ đại gia tộc bên trong Tử gia cùng hướng ra, cùng chung sụp đổ, tán loạn, chìm vào thâm thúy bóng tối biển khơi bên trong. Cũng đem tên kia rung động linh võ, thậm chí ở trong thần quốc vậy tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường giả tống táng nơi này. Lúc này Diệp Thần trên mặt, nhưng mang một nụ cười châm biếm, lần này hắn coi như là hoàn toàn tiêu diệt Từ gia cùng hướng gia, thu hoạch cũng là không phải chuyện đùa. Vốn là, Từ gia và hướng gia liền chuẩn bị gia tộc toàn bộ tài nguyên, chuẩn bị giao cho La Ôn, hơn nữa La Ôn tài sản của mình, trống trơn là cực phẩm thần vân thạch, thì có lên 1 tỷ. Còn có rất nhiều cực phẩm vật liệu,
công pháp cao cấp, võ, đan dược chờ một chút. Diệp Thần chọn lựa trong đó một ít đối với mình hữu dụng cực phẩm lưu lại, cũng lấy ra 100 triệu thần vân thạch dự bị, còn dư lại hắn cũng dự định giao cho Huyền Nguyệt Tông. Có những tư nguyên này, Huyền Nguyệt Tông thực lực mới có thể cực nhanh bạo tăng, chắc hẳn muốn không được bao lâu, cho dù không dựa vào hắn, vậy đủ để tỏa thực linh võ đệ nhất thế lực danh tiếng chứ. Như vậy, hắn cũng có thể an tâm tiến vào thần quốc. Dẫu sao, hắn đi tới linh võ thời gian, mặc dù không coi là quá dài, nhưng linh võ đại lục lại có quá nhiều hắn ràng buộc. Hơn nữa, coi như có thể làm được, thần quốc hoàn cảnh, so với linh võ đại lục còn muốn tàn khốc hơn, nguy hiểm trăm lần, hắn tạm thời cũng không thể đem hắn người phụ nữ, bằng hữu mang nhập trong thần quốc. Phải dẫn, cũng phải cùng hắn đủ cường đại, cho dù ở trong thần quốc, không có gì có thể uy hiếp được hắn sau này. Trở lại Huyền Nguyệt Tông sau đó, Diệp Thần thương thế, vậy khôi phục được xong hết rồi, lúc ấy mặc dù bị trọng thương, có thể hắn bây giờ thể chất, chỉ cần không phải duy nhất đem giết chết, căn bản đều không khó khăn khôi phục. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đang đợi cái gì? Ở bước lên thần quốc trước, hắn phải thấy ma đế sống lại. Bây giờ cách ma đế sống lại còn có 10 ngày. Diệp Thần cố nhiên bề ngoài nhìn như ổn định, nhưng hắn biết, hắn bên trong tim có bao nhiêu khẩn trương. Ma đế đại biểu linh võ đại lục chí cường tồn tại. Có ma đế, hắn bước vào thần quốc, thì có nhất định cơ hội. Một ngày này, Thương Dạ đang cùng Tử Ngưng tại đại điện bên trong thương nghị cái gì, lúc này, đột nhiên có một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử thần sắc hốt hoảng vọt vào trong điện. Thương Dạ nhướng mày nói, chuyện gì? Tên đệ tử kia vội vàng bẩm báo, không xong, tông chủ có người mạnh xông ta Huyền Nguyệt Tông. Mạnh xông Huyền Nguyệt Tông. Thương Dạ mặt hiện vẻ không hiểu, bây giờ Huyền Nguyệt Tông như mặt trời ban trưa, Diệp Thần bị diệt hai lớn chuyện gia tộc, đã truyền được sôi sùng sục, mọi người đều biết. Cho dù là những cái kia thái hư cường giả, lánh đời lão quái đều phải đối với Huyền Nguyệt Tông kính sợ ba phần, vẫn còn có người dám vào lúc này, mạnh xông Huyền Nguyệt Tông. Ngay tại lúc này, hai bóng người chớp mắt, xuất hiện ở đại điện ngoài cửa. Một đạo bá đạo vô cùng, tràn đầy ngạo mạn mùi vị thanh âm ở trong điện quanh quẩn. Diệp Thần ở nơi nào? Kêu hắn đi ra gặp ta. Thương Dạ mặt hiện khó chịu vẻ, đang muốn mở miệng dày, có thể làm hắn thấy rõ cửa hai đạo thân ảnh kia lúc đó, nhưng là chợt thần sắc biến đổi. Hắn lại không nhìn thấu hai người kia tu vi. Như vậy, đối phương chí ít cũng là thái hư cảnh cường giả. Hơn nữa cái này hai người mơ hồ bây giờ, tản ra một cổ để cho Thương Dạ làm tim hồi hộp hơi thở, hiển nhiên cũng không phải là thông thường thái hư tồn tại. Thương Dạ không khỏi được thu hồi đến mép dày, đối với hai người hỏi, hai vị là người nào? Cửa hai người, một người cả người quần áo trắng, diện mạo phổ thông, vóc người thon dài, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ ngạo mạn, chắp hai tay sau lưng, một bộ công tử ca điệu bộ. Mà hắn bên cạnh người nọ, thì ăn mặc thân nước áo bào màu lam, đi theo người đàn ông đồ trắng bên người, trên mặt mang một nụ cười châm biếm, thần sắc nhìn như ôn hòa nho nhã. Còn đối với vậy người đàn ông đồ trắng, khá là bộ dáng cung kính. Cái này hai người, bất ngờ đều là thái hư cảnh tu vi. Người đàn ông đồ trắng tên là Đỗ Thành Sư, áo bào lam nam tử tên là Lý Lăng. Lý Lăng nghe vậy, một bên phe phẩy quạt xếp, một vừa cười nói, chúng ta là người nào? Chúng ta là thần quốc thần sứ phái tới thông báo Diệp Thần đã thu được tiến vào thần quốc tư cách, để cho hắn theo chúng ta đi trước thần quốc. Thương Dạ và Tử Ngưng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, mà gần đây nói năng thận trọng Thương Dạ, cũng là miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, lễ phép tiến ra đón chắp tay nói. Xin lỗi, hai vị thần quốc khách quý đường xa tới, mới vừa không biết có nhiều lạnh nhạt, xin thứ tội. Xin mời ngồi. Dứt lời, đem Lý Lăng, Đỗ Thành Sư nghênh đến trong đại điện chủ tọa lên. Mà lúc này, Đỗ Thành Sư nhưng một mắt quét ngã đứng ở một bên Tử Ngưng, hắn hơi sững sờ, tiếp theo tròng mắt bên trong ánh sáng lớn thả, khóe miệng lại là nâng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Lý Lăng thấy vậy ngầm hiểu, vậy hướng Tử Ngưng nhìn, không khỏi cũng là ngẩn ngơ, Tử Ngưng dung mạo, cho dù đặt ở thần quốc, đó cũng là cao cấp tồn tại à, hơn nữa vừa vặn chính là Đỗ Thành Sư loại hình thích. Đồng thời, hắn cũng không khỏi được là Tử Ngưng mặc niệm, bị Đỗ Thành Sư coi trọng cô gái.
kết cục cũng không biết quá tốt. Đỗ Thành Sư đối đãi cô gái, có một ít sở hơi, thường xuyên sẽ đem cô gái hành hạ được từ ta phán đoán. Bất quá, Tử Ngưng tu vi không tính là quá cao, lại chỉ là Linh Võ Tông phái người, chết thì chết, lại có cái gì trọng yếu đâu. Linh Võ Đại Lục, dẫu sao là một cái tu võ thế giới, võ đạo vi tôn, không có thực lực bối cảnh, coi như người dung mạo như thiên tiên, cũng chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi thôi. Thương Dạ hướng về phía trong điện thị nữ phân phó nói, người đâu, cho hai vị công tử lên linh trà, linh quả. Sau đó, quay đầu hướng về phía Lý Lăng và Đỗ Thành Sư lễ phép cười nói, hai vị công tử, ta là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Thương Dạ, không biết hai vị công tử, cao tính đại danh. Đỗ Thành Sư lạnh lùng nhìn lướt qua Thương Dạ, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ nói, ngươi. Một cái nho nhỏ phong môn cảnh linh vũ trưởng môn, cũng xứng biết bọn ta tên chữ. Thương Dạ sắc mặt biến đổi, mơ hồ có chút không vui. Cái này hai người người thần quốc, bất kinh thông báo, tự tiện xông vào Huyền Nguyệt Tông, đã là đặc biệt vô lễ, mà đã như thế, mình đối đãi hai người, có thể coi như lễ phép chu toàn, hẳn không cái gì thất kính, chỗ đắc tội chứ. Nhưng, cái này hai người lại vẫn là không nể mặt như vậy, thậm chí ngay trước mọi người giễu cợt hắn. Đây chính là người thần quốc bá đạo sao? Bất quá, trầm mặc chốc lát, Thương Dạ vẫn là nhịn đi xuống, không chỉ có nhẫn đi xuống, còn chất lên mặt mày vui vẻ, áy náy hướng về phía Đỗ Thành Sư nói, xin lỗi, là tại hạ mạo muội. Thương Dạ tại sao phải nói xin lỗi? Ước chừng bởi vì đối phương là thần quốc cường giả sao? Không. Dĩ nhiên không phải như vậy, Thương Dạ cũng không phải là một cái nịnh bợ người. Hắn làm như vậy, là vì Diệp Thần. Mặc dù, hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng thần quốc nhưng là một cái cường giả yêu nghiệt tụ tập, so linh võ tàn khốc gấp vạn lần địa phương, cho dù lấy Diệp Thần thực lực, tư chất, ở thần quốc nơi đây không quen dưới tình huống, ban đầu chỉ sợ cũng rất khó đặt chân chứ. Mà đối với một người mới vừa mới đến mà nói, nếu là có một cái người dẫn đường mà nói, trợ giúp, nhất định là vô cùng to lớn. Thương Dạ sở dĩ đối với Đỗ Thành Sư luôn mãi lễ nhượng, cho dù đối phương cũng lên mũi lên mặt vậy vẫn cười mặt chào đón, chính là vì để cho Đỗ Thành Sư, ở Diệp Thần tiến vào thần quốc sau này, hỗ trợ nhiều hơn thôi. Lúc này, Thương Dạ mở miệng cười nói, cái vị công tử này, xem người khí vũ bất phàm, ở thần quốc, khẳng định cũng là người trên người chứ. Diệp Thần tiến vào thần quốc sau đó, mong rằng công tử hơn dìu dắt. Hắn biết, lấy người này tính cách, khẳng định không thiếu được mở miệng giễu cợt, nhưng vì Diệp Thần, mình bị chút hổ thẹn, Thương Dạ là có thể nhìn. Quả nhiên, Đỗ Thành Sư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thì phải nói gì, lúc này, thị nữ cũng đem linh trà, linh quả dâng lên. Đỗ Thành Sư nhìn vậy linh quả, lại nhìn lướt qua một bên Tử Ngưng, không khỏi ánh mắt nhỏ tránh. Thương Dạ nhiệt tình nói tới, công tử nếm thử một chút, đây là chúng ta linh võ đặc sản cao cấp linh quả, linh trà. Đỗ Thành Sư nhìn vậy đã lột tốt ra linh quả, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, linh quả. Thương trưởng môn, người nói muốn để cho ta chiếu cố một chút Diệp Thần, chính là như thế chiêu đãi ta. Thương Dạ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, có chút không biết làm sao nói, công tử, thế nào sao? Đỗ Thành Sư lạnh lùng quát, bổn công tử thân phận gì? Để cho một cái người làm tay bẩn đụng chạm qua linh quả, người đưa cho bổn công tử ăn. Có ý gì, xem thường bổn công tử. Thương Dạ vội vàng giải thích, công tử hiểu lầm, tại hạ không có cái ý này. Đỗ Thành Sư đột nhiên tà tà cười một tiếng, ánh mắt mập mờ nhìn về phía Tử Ngưng nói, à. Người nếu là thật không có cái ý này, không bằng, sẽ để cho bên cạnh vị cô nương này, thay bổn công tử lột cái này linh quả, như thế nào? Thương Dạ nghe vậy, trên mặt thoáng qua một chút khói mù, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Thành Sư cặp mắt, giọng ngưng trọng nói, vị này thần quốc công tử, ngươi lầm, Tử Ngưng là chúng ta Huyền Nguyệt Tông trưởng lão. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão tự nhiên không thể cho người lột linh quả. Nếu không, Huyền Nguyệt Tông mặt mũi, đi nơi nào thả. Hắn Thương Dạ có thể tự mình hy sinh một chút mặt mũi, đối với ngươi lễ nhượng. Nhưng là để cho bổn tông trưởng lão lột linh quả. Đây cũng không phải là một chuyện cá nhân tình, mà là cả tông môn sự việc. Hơn nữa, Thương Dạ căn bản là nhìn Tử Ngưng lớn lên, giống như là Tử Ngưng phụ thân vậy, càng không thể nào để cho Tử Ngưng bị ủy khuất như vậy.
cho dù đối phương là thực lực sâu không lường được thần quốc cường giả cũng không được. Đỗ Thành Sư híp đôi mắt một cái, xem chỉ rắn độc vậy nhìn trước mắt Thương Dạ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này bắt đầu bảo sao làm vậy phế vật, lại dám chống đối, cự tuyệt mình. Thật là cho hắn mặt. Bất quá, Đỗ Thành Sư cũng không có lập tức nổi giận, mà là khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, hướng về phía Thương Dạ nhàn nhạt nói, Thương trưởng môn, ngươi thật, dự định cự tuyệt bổn công tử. Ngươi biết, ta ở thần quốc là địa vị gì sao? Đỗ Thành Sư thanh âm bỗng nhiên âm hàn xuống nói, ta cũng không phải là thần sứ, nhưng ta sở dĩ đi tới Huyền Nguyệt Tông, là bởi vì là ta là thần quốc thần sứ cháu ruột, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Cái gọi là thần quốc thần sứ, tương tự với linh võ đại lục tất cả đại đế quốc chính thức nhân viên chấp pháp, ở thần quốc thần sứ quyền lợi vô cùng khổng lồ, cho dù thần quốc đứng đầu thế lực, cũng phải cấp thần sứ mấy phần mặt mũi. Nếu không vui, bất kỳ linh võ tông môn cũng sẽ gặp ương. Thương Dạ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên một trắng, từ Huyền Nguyệt Tông trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp sau đó. Thương Dạ thành tựu Huyền Nguyệt Tông trưởng môn tự nhiên vậy tiếp xúc đến không thiếu liên quan tới thần quốc tin tức, cho nên hắn rất rõ ràng, thần quốc thần sứ ở thần quốc là địa vị gì. Đỗ Thành Sư thấy được Thương Dạ sắc mặt, trên mặt cười nhạt hơn nữa đậm đà, hắn thanh âm bỗng nhiên âm lạnh xuống, quát to. Ha ha, lấy bổn công tử thân phận, có thể dễ như trở bàn tay để cho Diệp Thần ở thần quốc lẫn vào rất thảm, thậm chí coi như là muốn Diệp Thần chết. Bất quá là chuyện một câu nói, ngươi biết chưa? Thương Dạ mồ hôi lạnh trên trán không khỏi nhỏ giọt xuống, vị này chấp trưởng linh võ thế lực cao cấp, gần đây gặp biến không sợ hãi trưởng môn bây giờ là nhưng là bị Đỗ Thành Sư lời nói hoàn toàn chấn nhiếp. Thấy Thương Dạ khẩn trương hình dáng, Đỗ Thành Sư trên mặt vẻ trào phúng hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn cười mỉa nói, như vậy ngươi lại biết, bổn công tử cùng các ngươi những thứ này người linh võ, có thực lực như thế nào chênh lệch sao? Tiếng nói vừa dứt, một cổ hàm chứa võ đạo căn nguyên ý uẩn tuyệt cường khí tức chợt từ Đỗ Thành Sư trên mình bộc phát ra. Lúc này một ít Huyền Nguyệt Tông Thái Hư Cung Phụng đã chạy đến đại điện bên trong. Có thể ở Đỗ Thành Sư bùng nổ dưới khí tức, Thương Dạ, Tử Ngưng, thậm chí bao gồm những cái kia Thái Hư Cung Phụng, lại đều là rối rít miệng phun máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Đỗ Thành Sư thanh âm băng hàn xuống. Uy nghiêm nói, bổn công tử là Thái Hư trung kỳ tu vi, hơn nữa, và các ngươi linh võ Thái Hư phế vật, thực lực nhưng mà khác xa lắc xa lơ. Thậm chí, chỉ cần bổn công tử nguyện ý, trong 10 năm, liền có thể đột phá tới cao hơn cảnh. Còn nữa, ta phụ thân nhưng mà chạm ách cảnh cường giả. Mọi người nghe vậy, đều là không nhịn được con ngươi khẽ run. Chạm ách cảnh, vậy ở linh võ cơ hồ là tương đương với truyền thuyết tồn tại à? Cho dù là những cái kia Thái Hư cường giả, kiếp này tất cả đều là đem đột phá chém ách, làm một loại hy vọng xa vời mà thôi, mà đây cái Đỗ Thành Sư phụ thân lại đột phá chém ách. Chẳng lẽ ở bọn họ xem ra, chém ách tựa như bất quá là có thể tùy tiện ngưỡng bước qua. Càng mấu chốt chính là, mọi người từ Đỗ Thành Sư trên mình, cảm nhận được cực mạnh thực lực cùng sức lực. Lần này, Thương Dạ sắc mặt vậy khó coi. Hắn cũng không biết. Diệp Thần ở linh võ đại lục Bắc Hải chém chết La Ôn là một. Nghe được Đỗ Thành Sư lời ấy, lại gặp hắn chỉ dựa vào hơi thở liền trọng thương đại điện bên trong mấy người, còn bao gồm những cái kia Thái Hư Cung Phụng, không khỏi vậy có chút bận tâm, cho dù hắn lại tín nhiệm Diệp Thần, có thể lý trí nhưng nói cho hắn, bây giờ Diệp Thần sợ rằng còn không phải là đối thủ của người này. Bất quá muốn đến, Đỗ Thành Sư sanh ra chính là người thần quốc, chớ nói chi là, hắn vẫn là thần quốc thần sứ cháu ruột, hắn có tu võ tài nguyên, nhà tu võ hoàn cảnh, đều không phải là Diệp Thần có thể so sánh. Coi như Diệp Thần hiện tại có tư cách tiến vào thần quốc, cũng không quá vẫn là một cái thần quốc người mới mà thôi. Tạm thời không địch lại Đỗ Thành Sư, vậy coi là bình thường. Đỗ Thành Sư gặp mình đã đem mọi người chấn phục, mặt lộ vẻ đắc ý, ánh mắt cân nhắc đánh giá mặt đầy lạnh như băng Tử Ngưng, nói, hiện tại. Vị cô nương này có thể là ta lột linh quả sao? Tử Ngưng nghe vậy, lại là lau một cái vết máu ở khóe miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lộ ra một người vô cùng là nụ cười xinh đẹp. Đỗ Thành Sư thấy vậy, không khỏi sững sốt một chút. Tử Ngưng cười lên chân thực thật đẹp, quá động lòng người.
cho dù là hắn cái này ở thần quốc, duyệt nữ vô số công tử ca cũng không khỏi tim tinh chập chờn. Đồng thời, hắn đáy lòng xông ra một cổ mừng rỡ. Tử Ngưng cười, chẳng lẽ là sẽ đối hắn nhớ nhung trong lòng. Lúc này, Tử Ngưng ngưng mắt nhìn trước mặt Đỗ Thành Sư, giọng nói bình tĩnh nói, cái vị công tử này, người quả thật rất giỏi lắm. Đỗ Thành Sư thần sắc hòa hoãn một phần, hướng về phía Tử Ngưng yêu nhã cười nói, người ánh mắt, ngược lại không tệ, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, làm phụ nữ của ta, ta có năng lực mang ngươi nhập thần nước. Đồng thời, hắn trong lòng cười nhạt, hắn quả thật có năng lực có thể mang những người khác tiến vào thần quốc, nhưng là làm như vậy không thiếu được phải bị cậu mình trách cứ, còn như Tử Ngưng có đáng giá hay không được hắn làm như vậy. Vậy được xem hắn, ở trở lại thần quốc trước, có hay không chơi đã. Mà trong đại điện phần lớn người, chính là hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ, Tử Ngưng thật bị cái này người thần quốc thực lực, thân phận nơi cám dỗ, vì thế muốn phản bội Diệp Thần sao? Mặc dù, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng, Tử Ngưng không phải như vậy thấy lợi quên nghĩa cô gái, nhưng... Đỗ Thành Sư điều kiện, thực sự quá tốt. Đây chính là thần quốc à, cơ hồ là mỗi một người linh võ mơ ước chi địa. Rất nhiều thái hư cường giả, cũng không có cơ hội này à. Một khắc sau, Tử Ngưng vẫn mặt nở nụ cười, nhàn nhạt nói, xin lỗi công tử, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng ta cho chó ăn, vậy không dùng linh quả, nếu như ngươi muốn ăn, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, cho ngươi tới một chút. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao gồm thương giả đều là trợn mắt há mồm nhìn Tử Ngưng. Bọn họ nghĩ tới Tử Ngưng sẽ cự tuyệt, nghĩ tới Tử Ngưng sẽ không là Đỗ Thành Sư điều kiện sở động, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tử Ngưng sẽ trực tiếp như vậy cường ngạnh từ chối Đỗ Thành Sư à. Cầm Đỗ Thành Sư nói thành chó. Cái này đều không phải là giễu cợt, có thể coi như là trần chuồng vũ nhục chứ. Nguyên bản bọn họ lấy là, Huyền Nguyệt Tông chỉ có Diệp Thần có thể khùng như vậy, có thể bây giờ mới biết, nguyên lai gần đây thiên kiều bá mị Tử Ngưng, cũng có như vậy một mặt à. Tử Ngưng mặc dù trong ngày thường thích làm trò đùa, nhưng trong xương nhưng là cái vô cùng kiêu ngạo cô gái. Nếu như không phải là như vậy, nàng cũng sẽ không thích Diệp Thần. Có thể khiếp sợ đồng thời, mọi người mắt, vậy toát ra sợ hãi. Đây chính là Đỗ Thành Sư à. Thái hư trung kỳ thần quốc cường giả, cơ hồ có thể đem toàn bộ linh võ lấy sức một mình dẫm ở dưới chân liền chứ. Chớ nói chi là kinh khủng kia thân phận. Tử Ngưng lại đối với hắn như vậy nói chuyện. Quả nhiên, Đỗ Thành Sư sắc mặt xanh mét, cặp mắt đều phải trừng ra hốc mắt, trán gân xanh cuồng loạn, lửa giận đằng đằng, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Cho dù ở thần quốc, bởi vì cậu hắn quan hệ, bình thường cũng không người nào dám đối với hắn như vậy càn rỡ vô lễ, hiện tại, lại bị một cái linh võ đại lục cô gái làm nhục. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Đỗ Thành Sư cả người hơi thở mãnh liệt, kế cận ranh giới bùng nổ, nhưng vào lúc này, một đạo sát ý lạnh như băng, bỗng phong tỏa hắn, ở Đỗ Thành Sư sau lưng, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. Ngươi, tìm ta. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở cửa đại điện miệng. Hiện tại loại chuyện này, nếu như linh võ đại lục còn có ai, có biện pháp giải quyết, đó không thể nghi ngờ chính là Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Đỗ Thành Sư, hắn ở vào trước cửa vừa vặn nghe được Tử Ngưng đối với Đỗ Thành Sư nói câu nói kia. Hắn rõ ràng Tử Ngưng, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ, liền đối với người nói như vậy lời. Hơn nữa, hắn vừa tiến vào đại điện, liền phát hiện trong điện mọi người, trừ vậy hai người thái hư người thần quốc, còn lại tất cả mọi người đều bị thương, thoạt nhìn là bị tức đánh vào tạo thành. Đỗ Thành Sư quay đầu lại, trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, trong mắt lóe lên không chút nào che giấu vẻ khinh thường. Cái này Diệp Thần lại thật chỉ có phong môn nhất tầng thiên tu vi. Thật ra thì, ở hắn đi tới Huyền Nguyệt Tông trước, hắn cứu cứu liền dặn dò qua hắn, cái này Diệp Thần thật không đơn giản, là không thể có nhiều nhân tài, đi đến Huyền Nguyệt Tông sau này, nhất định phải khách khí lấy lễ đối đãi. Mà Diệp Thần trước ở trên trời thần trên buổi đấu giá chuyện, vậy lưu truyền đến liền trong thần quốc. Những chuyện này hành động, vậy truyền đến Đỗ Thành Sư trong tai. Bất quá, ở gần đây xem thường người linh võ Đỗ Thành Sư trong mắt, bất quá là đồn bậy bạ, phóng đại thôi.
hoặc là, chính là linh võ giả quá yếu. Tóm lại, hắn không phục, dựa vào cái gì hắn một cái thần quốc người, sẽ đối người linh võ đại lục lễ độ. Cho nên, hắn lần này tới liền là cố ý muốn khiêu khích Diệp Thần, xem cái này bị cứu cứu nói được tên yêu nghiệt như thế, kết quả là mấy cân mấy lượng. Đỗ Thành Sư thu hồi ánh mắt quang, nhàn nhạt nói, ngươi, mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý. Diệp Thần dửng dưng đi về phía tới, Thương Dạ ở hắn bên tai đem phát sinh chuyện nói, hắn sau khi nghe xong gật đầu một cái, nhìn về phía Đỗ Thành Sư cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay cầm lên một quả trên bàn linh quả, ở mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, đem vậy cái linh quả ném xuống đất, sau đó. Một cước, đem dẫm nát. Hắn nhìn một cái linh quả, ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Thành Sư cười nói. Ta không chỉ có đối với ngươi thả ra sát ý, ta hiện tại còn phải cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, ngươi không phải thích ăn linh quả sao? Ta mời ngươi ăn, còn đích thân ra chân vì ngươi lột tốt lắm, ngươi quỳ xuống ăn sạch sẽ, và Huyền Nguyệt Tông các vị nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi một mạng. Hai, chết, chính ngươi chọn đi. Cái gì? Diệp Thần nói cái gì? Cường thế, cũng phải có cái hạn độ chứ. Những cái kia thái hư cung phụng, đều không phải là khiếp sợ, mà là run rẩy. Diệp Thần nhưng lơ đễnh, Lý Lăng, Đỗ Thành Sư cái này hai người, cảnh giới mặc dù cùng La Ôn kém không nhiều, có thể thực lực, nhưng kém không ít. Chắc hẳn, đều là như vậy không có trải qua chân chính đánh giết công tử ca chứ. Đỗ Thành Sư cặp mắt mở to nhìn Diệp Thần, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, trong chốc lát, ngay cả lời đều không nói ra được. Mà sau lưng hắn Lý Lăng, thì chợt quát lên, vô liêm sỉ. Người biết mình đang cùng ai nói sao? Người biết Đỗ công tử cứu cứu, ở thần quốc là như thế nào tồn tại sao? Người lại biết, thần quốc có kinh khủng dường nào sao? Người dám đối với người thần quốc nói như vậy? Diệp Thần lạnh nhạt nói, người nói ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi hai cái ở trong mắt ta, cái gì cũng không coi là. Tự tìm cái chết, Lý Lăng, Đỗ Thành Sư đồng thời chợt quát, lại vậy không cách nào nhẫn nại đi xuống. Hai người cả người linh lực cực nhanh chuyển động, lại là cùng chung hướng về phía Diệp Thần ra tay. Hai người thái hư thần quốc võ giả đồng thời ra tay, đại điện bên trong hư không, ngay tức thì hóa là hỗn độn, những cái kia lấy cực phẩm vật liệu đào tạo đồ gỗ nội thất, trang hoàng, vậy tất cả đều hóa là phấn vụn. Linh võ giả chưa từng tiếp xúc qua khủng bố võ đạo bản nguyên khí tức hướng chung quanh cuộn sạch đi, vô tận quyền ý, kiếm ý, đao ý, trưởng ý răng khắp nơi. Chỉ là cái này võ đạo bổn nguyên hơi thở, liền chấn nhiếp được Thương Dạ, Tử Ngưng cùng với một đám thái hư cảnh cung phụng, ngay cả hô hấp đều không cách nào làm được. Lúc này bọn họ thân thể, liền tựa như sóng gió kinh hoàng bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo gió đung đưa, hoàn toàn mất đi khống chế. Đừng nói chống cự, chỉ cần hơi có một chút chống lại ý, bọn họ đều có thể khẳng định, một khắc sau, mình tánh mạng, liền sẽ ở đây sóng gió bên trong, hoàn toàn mất đi. Đỗ Thành Sư cổ tay động một cái, đối với lóe lên loáng ánh sáng màu vàng găng tay xuất hiện ở hắn trên hai quả đấm, dâng trào quyền ý ngưng tụ, hắn sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo to lớn vô cùng, người khoác kim giáp thần tướng hư ảnh, theo Đỗ Thành Sư động tác mà động. Hắn hai quả đấm múa. Hơi thở ngay tức thì leo lên tới đỉnh cấp, hướng về phía Diệp Thần hung hăng một quyền đánh ra. Đối với dấu quyền màu vàng, lần lượt thay nhau ngang dọc, đem hư không bể tan tành, mơ hồ biến ảo thành hai cái uy nghiêm nộ long, hướng Diệp Thần gầm thét đi. Quyền ý mạnh mãnh liệt, là mọi người đời người ước chừng gặp. Ở nơi này quyền ý trước mặt, cái gì đao, kiếm, thương, bổng, toàn bộ đều tựa như không chịu nổi một kích trò đùa thôi. Thương Dạ các người trong lòng lớn phố, kinh khủng như vậy một quyền, nhất định chính là thiên uy vậy à. Há là sức người có thể cùng chống lại. Diệp Thần mạnh hơn nữa, đối mặt như vậy một quyền, vậy nguy hiểm đi. Có thể Diệp Thần nhưng là đứng tại chỗ, ý né tránh chút nào cũng không có, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười lạnh nhạt, nói thích dụng quyền. Ngươi xứng sao? Tiếng nói vừa dứt, cánh tay bên trong, kim quang bạo tránh. Phá thiên lực, gào thét ra. Không có quyền ý, thậm chí không có bất kỳ chiêu thức, chính là như thế bình thường một quyền. Một quyền này, đối mặt vậy đạo cực kỳ kinh khủng dấu quyền. Một khắc sau,
một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy nhìn như, liền núi cao vạn trượng cũng có thể khoảnh khắc đánh sập dấu quyền, liền tựa như tượng đất sét vậy, ngay tức thì biến thành chấm bụi bậm, tiêu tán ở trong không khí. Không những như vậy, Diệp Thần quyền lực đánh tan dấu quyền sau đó, tiếp tục hướng Đỗ Thành Sư vào tới. Đỗ Thành Sư sắc mặt hơi chậm lại, một khắc sau, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, trong mắt hiện lên vô cùng vẻ hoảng sợ, một quả ngọc bội, nhanh chóng ngăn ở trước người của hắn, ánh sáng lớn bắn. Ầm một tiếng vang thật lớn, ngọc bội kia bị một quyền này đập ra tí tí vết rách, Đỗ Thành Sư thân thể cũng theo đó đảo phi nhi xuất. Xương ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi. Trọng thương, tay cầm quạt xếp, đang chuẩn bị thi triển vũ kỹ Lý Lăng, lúc này, nhưng giống như là một người gỗ vậy ngây dại, hai chân điên cuồng run rẩy. Gia thế của hắn bối cảnh, tu võ thiên phú, cũng không bằng Đỗ Thành Sư, bất quá là Đỗ Thành Sư chân chó thôi, mắt gặp liền Đỗ Thành Sư, thi triển toàn lực lực, đều bị Diệp Thần tùy ý một quyền trọng thương, hắn làm sao có thể không sợ. Mà Tử Ngưng, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong thoáng qua kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Đây chính là nàng thích người đàn ông, bất luận ngăn cản ở trước mặt hắn, là kinh khủng dường nào cường giả, hắn luôn là có thể một lần lại một lần ra mọi người ý liệu, một lần lại một lần bảo vệ mình. Có Diệp Thần ở bên cạnh mình, rất tốt, thật rất tốt. Diệp Thần chậm rãi đi tới Đỗ Thành Sư trước người, một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ, ta cho ngươi hai cái lựa chọn chứ. Đỗ Thành Sư lúc này nơi nào còn có cái gì phách lối, bá đạo vẻ. Hắn trên gương mặt, chỉ còn lại có sợ hãi, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy được, mình ngực thật tốt đau. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cùng người chiến đấu lại sẽ cho hắn mang đến thống khổ như thế. Hắn vốn là dựa vào gia tộc tài nguyên mới tu luyện cho tới bây giờ trình độ, hơn nữa dựa vào thân là thần sứ cứu cứu địa vị, ở trong thần quốc. Chỉ cần hắn không làm chết, vậy không lại có bao nhiêu người dám tùy tiện trêu chọc hắn. Cho tới nay, qua được coi như là xuôi gió xuôi nước, đừng nói nguy cơ sinh tử, lúc nào bị người bị thương thành cái bộ dáng này. Nhưng lúc này, trực giác của hắn nhưng nói cho ta, Diệp Thần thật sẽ một cước đem hắn giết chết à. Đỗ Thành Sư nhìn lướt qua trên đất vậy than bị dẫm nát linh quả, trong mắt thoáng qua một chút do dự, hắn thân là thần quốc thần sứ cháu ruột. Làm sao có thể xem chó như nhau, liếm trên đất nát vụn quả. Như vậy, vậy thật mất thể diện, quá sỉ nhục chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chân hơi dùng sức, khóe miệng nâng lên một chút mỉm cười tàn nhẫn nói, làm sao? Xem ra ngươi là không thích cái đầu tiên mục chọn. À, thật là đau, Đỗ Thành Sư kêu thảm một tiếng, hoảng hốt vội nói, ta ăn. Diệp công tử, cầu ngươi không nên giết ta. Diệp Thần thu chân về. Cười lạnh nhìn Đỗ Thành Sư. Mà Đỗ Thành Sư càng không dám chút nào chần chờ, do dự, tứ chi chạm đất, kéo trọng thương thân thể, liền vọt tới vậy bị dẫm nát linh quả trước, ngưng mắt nhìn vậy than nát vụn rơi linh quả, nuốt ngụm nước miếng, chợt một đầu chôn vào trên đất. Vừa ăn, một bên quỳ xuống đất hướng về phía Tử Ngưng cùng người nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, các vị, mới vừa rồi là ta thất lễ, cầu các vị tha thứ. Đỗ Thành Sư rõ ràng một cái đạo lý, người sống, mới có thể nói tôn nghiêm. Mình hiện tại nếu như chết ở nơi này, coi như cứu cứu cầm cái này Huyền Nguyệt Tông diệt, thì phải làm thế nào đây? Mình có thể chết mà sống lại sao? Chịu nhục, tổng so chết thân nhau. Hơn nữa, hắn là thật bị Diệp Thần thực lực, rung động. Đỗ Thành Sư không phải là một kẻ ngu, ngược lại, hắn kiến thức không hề thiếu. Lấy hắn thân phận. Ngược lại cũng tiếp xúc rất nhiều trong thần quốc yêu nghiệt, cho nên hắn so người khác càng rõ ràng hơn, những thứ này yêu nghiệt tương lai, có kinh khủng dường nào. Hắn biết, Diệp Thần tiềm lực, tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ một người nào hắn tiếp xúc qua yêu nghiệt. Nếu như ôm lên như vậy bắp đùi, chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần sắc mặt bình thản, hắn người này, lời nói đáng tin, Đỗ Thành Sư nếu ăn nát vụn quả, quỳ xuống, nói xin lỗi, như vậy. Hắn vậy sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này. Đỗ Thành Sư đem nát vụn quả ăn sạch sẽ sau đó, uống một viên thuốc, hơi khôi phục mình thương thế, miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái lấy lòng nụ cười nói, ách, Diệp công tử, chúng ta hiện tại có thể lên đường chưa? Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi trước chữa thương, ta còn có chút chuyện phải xử lý,
qua mấy ngày lại xuất phát. Đỗ Thành Sư hơi biến sắc mặt, Diệp công tử, thần quốc quy tắc nhưng mà cực kỳ phức tạp, thông thường mà nói, phải lập tức đưa tin, nếu không thần quốc phương diện không dễ ăn nói à. Ta đây cũng là Diệp công tử lo nghĩ. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên không thể nào lập tức đi ngay. Ma đế còn chưa sống lại, huyết linh tộc hắn còn phải đi một chuyến, hắn hiện tại nếu như đi thần quốc, sẽ có rất nhiều vấn đề. Còn nữa, Vĩnh Lão nói sẽ đến tìm mình. Hắn phải các loại. Nếu là thật phải đi thần quốc, hắn phải đem hết thảy giải quyết vấn đề. Ta nói ta tạm thời vẫn không thể đi thần quốc. Diệp thần lặp lại. Đỗ Thành Sư sắc mặt thảm liếc mấy phần, do dự mấy giây, vẫn là nói, đã như vậy, ta qua một hồi lại tới Huyền Nguyệt Tông. Dưới mắt, ta phải mau sớm và thần sứ thuyết minh nguyên do. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ giải thích, tận lực là ngài trì hoãn. Nói xong, Đỗ Thành Sư và mọi người liền vội vàng rời đi. Dẫu sao chuyện này không cách nào trì hoãn. Thần quốc, Thiên Đạo Cung. Hiên Viên Mặc Tà ngự long tới. Quỷ dị chính là, trở về Hiên Viên Mặc Tà lại mang một bộ mặt nạ, giống như biến thành một người khác như nhau. Mà Viêm Thiên Rồng Thần và Hiên Viên Mặc Tà bước vào cung điện thời điểm, Thiên Đạo Cung lóe lên một đạo quỷ dị sóng gợn. Dưới mặt nạ Hiên Viên Mặc Tà khẩn trương đến mức tận cùng. Cũng may sóng gợn dần dần bình tĩnh. Hiên Viên Mặc Tà nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp tiến vào đại điện, tháo xuống mặt nạ. Nhưng mà, trên đại điện, lại ngồi một cái và Hiên Viên Mặc Tà giống nhau như đúc người đàn ông. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, đối với người đàn ông kia nói, Thiên Cơ đạo nhân, cực khổ. Dứt lời, người đàn ông kia ngẩng đầu lên, quanh thân tản ra cuồn cuộn xương trắng. Chớp mắt bây giờ lại biến thành một người mặc đạo bào ông già. Ông già đứng lên, đối với Hiên Viên Mặc Tà chắp tay một cái nói, cung chủ, khá tốt ngươi kịp thời trở về. Nếu không công lực của lão phu có thể chống đỡ không nổi nữa. Dẫu sao vậy hạn chế quá mức mạnh mẽ. Cung chủ, lần sau lại cũng không thể dùng loại thủ đoạn này lừa gạt vậy cấm chế. Chân thực quá nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi đông lại một cái, biết, chỉ bất quá lần này đi trước Cửu Thiên Thần Long Điện quá mức trọng yếu, không thể không để cho Thiên Cơ đạo nhân tới hỗ trợ, sau này ta tận lực không đi ra, cùng vậy cấm chế hoàn toàn biến mất. Nguyên lai Hiên Viên Mặc Tà bởi vì cấm chế căn bản không cách nào ngày rời đi đạo cung, mà lần này và Viêm Thiên Rồng Thần chuyến đi, hắn mượn Thiên Cơ đạo nhân thuật pháp, khôn khéo man thiên quá hải. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thi triển. Cũng may kịp thời trở về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Cơ đạo nhân nói xong liền chuẩn bị rời đi, hắn sắc mặt thảm trắng, hiển nhiên vậy là bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương và giá phải trả. Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà gọi lại Thiên Cơ đạo nhân, Thiên Lão, người đây là định đi nơi đâu? Ta còn có một việc phải làm phiền ngươi đi làm. Hiên Viên Mặc Tà đối với người khác thái độ cương quyết, ngược lại là đối với cái này Thiên Cơ đạo nhân không nói ra được tôn trọng. Bởi vì hắn biết cái này Thiên Cơ đạo nhân rất trọng yếu. Thiên Cơ đạo nhân ngẩn ra, xoay người nói, cung chủ, chân thực ngại quá, lão phu gần đây có chuyện quan trọng xử lý. Có thể phải rời đi thần quốc một đoạn thời gian. Hiên Viên Mặc Tà nhướng mày một cái, Thiên Lão, chẳng lẽ là phải đi vực ngoại? Thiên Cơ đạo nhân do dự mấy giây vẫn là giải thích, cung chủ, thực không dám giấu giếm, lão phu muốn đi một chuyến Linh Võ Đại Lục. Linh Võ Đại Lục ma vực Vạn Ma Chi Địa ra đời đã lâu, ta mới nhận được tin tức, cái này Vạn Ma Chi Địa đối với lão phu rất trọng yếu. Lão phu cả đời sáng tỏ, sư phụ dạo chơi không biết tung tích. Vốn cho là truyền thừa cuối cùng không chỗ khả tuần. Trước đây không lâu, lão phu may mắn ở sư phụ lưu lại trong cổ tịch phát hiện, ở Linh Võ Đại Lục Vạn Ma Chi Địa, hẳn còn có một vị tiểu sư thúc sống sót. Sư thúc mặc dù cũng không phải là nhân tộc, nhưng cũng là lão phu sư thúc, ta phải đi gặp thấy người ta lão nhân gia. Hơn nữa Vạn Ma Chi Địa xảy ra chuyện, ta lo lắng sư thúc an nguy à. Hiên Viên Mặc Tà ngược lại là kinh ngạc mấy phần. Hắn đối với Vạn Ma Đất sự việc cũng là khá là chú ý. Dựa theo Quân Ma Trần giải thích, Vạn Ma Đất to lớn vòng xoáy, có thể là Ma Đế sống lại. Nếu như Ma Đế sống lại, dù là không cách nào khôi phục lại đỉnh cấp trình độ, đối với hắn Hiên Viên Mặc Tà mà nói, cũng là uy hiếp.
một cái thần bí thanh niên và huyết long sẽ để cho hắn cảm giác khó giải quyết không thôi, như hơn nữa vậy thượng cổ ma đế sống lại. Thiên đạo cung sớm muộn tiêu diệt. Hắn khẽ mỉm cười, ha ha, thiên lão, thực không dám giấu giếm, ta phải làm phiền sự kiện kia liền cùng vạn ma chi địa có liên quan. Vạn ma chi địa nghe là ma đế sống lại tín hiệu, ma đế đối với thần quốc uy hiếp, thiên lão hẳn rõ ràng. Người này tuyệt đối không thể sống lại. Hơn nữa, ma tộc nắm giữ quân ma trần phái người đưa tin, vậy ma đế muốn hấp thu toàn bộ vạn ma đất lực lượng, hiện tại đã hấp thu hơn phân nửa. Vô cùng có thể, thiên gia tiểu sư thúc vậy chết ở vậy ma đế trên tay. Lời nói rơi xuống, thiên cơ đạo nhân quanh thân giấy lên một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa lại hình thành bát quái chi bàn. Hiển nhiên, hắn tức giận không thôi. Như vậy ma đế thật làm thương tổn tiểu sư thúc, đừng nói hắn sống lại, và chuyện này có liên lạc người, ta thiên cơ đạo nhân cũng sẽ từng cái đem hắn chém chết. Hiên viên mặc tà con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nói thiên lão yên tâm. Chuyện này thần quốc thiên đạo cung là ngươi hậu thuẫn. Còn nữa, lần này, ta và ma tộc đã đối với vậy ma đế sống lại bày ra thiên la địa võng, ta chỉ bất quá hy vọng thiên giả đi xem một chút, có nhu cầu, thích hợp ra tay. Dĩ nhiên, như không tình huống đặc biệt, không cần ngài ra tay, ma đế vậy vẫn là phải chết. Thiên cơ đạo nhân con ngươi đông lại một cái, được. Huyết linh tộc. Diệp thần biết rõ mình cuối cùng là muốn bước vào thần quốc, hiện tại ma đế sống lại thời gian chưa đến, hắn liền trước bước vào huyết linh tộc chi địa. Bây giờ huyết linh tộc, hắn vẫy tay bây giờ liền có thể phá hủy. Dĩ nhiên, như huyết linh tộc có thần quốc cường người chú đóng, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngày đó lòng rung động vẫn tồn tại. Diệp thần linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, tay cầm thú hủ kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp thần diễn cảm thay đổi. Thời khắc này huyết linh tộc khắp nơi thi thể, máu tươi nhuộm đỏ. Những máu kia linh tộc người, toàn bộ chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thần quốc người làm? Đây là duy nhất giải thích. Chung quanh đều là huyết linh tộc người thi thể, cũng không có một nơi thần quốc cường giả thi thể. Diệp thần chau mày, tiếp tục về phía trước. Đột nhiên, hắn linh thức cảm giác được cái gì, chợt xoay người, một kiếm sử dụng. Rất nhanh, kiếm hắn rất rơi ở trên mặt đất. Chỉ vì là cách đó không xa đứng một thiếu nữ tuyệt đẹp. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, người tại sao lại ở chỗ này? Lời nói còn chưa nói hết, thân thể mềm mại nhập trong lòng. Mềm mại đến trình độ cao nhất. Diệp thần mơ hồ bây giờ cảm giác được Hạ Nhược Tuyết trên người huyết khí. Hắn mở miệng nói, huyết linh tộc sự việc đều là ngươi làm. Hạ Nhược Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, Diệp thần, ngươi còn sống, thật tốt. Ngày đó thế gian đều đang đồn nói ngươi đã chết, Binh Lâm Huyền Nguyệt Tông, ta bản muốn ra tay, nhưng là băng kiếm thánh vương cố ý ta lưu lại. Ta chỉ có thể yên tĩnh tim tu luyện, không vì ngươi kéo chân sau. Hơn nữa ta thường xuyên sẽ đến huyết linh tộc, bởi vì là thần quốc cường giả ở chỗ này, ta không cách nào đến gần. Mà đang ở ngày hôm qua, thần quốc cường giả đột nhiên toàn bộ rời đi. Ta tự tò mò ngày hôm nay lần nữa đi tới huyết linh tộc, muốn đi một cái kêu là thần ma cốc địa phương. Nhưng bất ngờ nghe huyết linh tộc nếu lại lần đối phó Côn Lôn Hư, ta biết huyết linh tộc lại cũng không thể lưu, không có thần quốc cường giả, đây là ta tốt nhất cơ hội. Cho nên ta giết tất cả mọi người, thậm chí còn huyết kiếm môn, toàn bộ chết. Chỉ là... Diệp thần nhướng mày một cái, hắn biết, thần ma cốc chính là trước đây luân hồi mộ địa Côn Lôn Hư sư tôn tiết lộ bị kẹt địa phương. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hạ Nhược Tuyết kéo Diệp thần tay, nói thẳng, Diệp thần, ngươi theo ta tới. Hai người xuyên qua vô số thi thể và máu tươi. Diệp thần vậy kinh ngạc phát hiện, Hạ Nhược Tuyết tu vi lại đang mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh. Rời đi Linh Tiên Đế Cung sau đó, chẳng lẽ Nhược Tuyết cũng có nghịch thiên cơ duyên? Rất nhanh, Diệp thần bước chân dừng lại. Hắn xem tới cửa bảng hiệu chi trên viết thần ma cốc ba chữ. Hơn nữa nơi đây có trận pháp lưu lại. Quỷ dị hơn phải, nơi này hết thảy, giống như bị đột nhiên chóc vậy. Chung quanh linh khí chập chờn đều bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhược Tuyết nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết lấy ra một bộ họa, đưa cho Diệp thần,
nơi này ban đầu ta đã tới, khi đó còn có thần quốc cường giả trú đóng. Hơn nữa trong này còn có tượng đá và quỷ dị trận pháp, ta lúc ấy đem việc này bẩm báo băng kiếm thánh vương. Sau đó băng kiếm thánh vương nói cho ta, nơi đây là thần quốc vì đối phó người bố trí nhuốm máu nhân quả trận. Thần quốc không cách nào khám xét sự tồn tại của ngươi, ngươi hết thảy đều bị một cổ lực lượng vô hình che đậy. Nhưng là thiên đạo cung hiển nhiên thủ đoạn rất nhiều, bọn họ thông qua ngươi và ngươi các sư tôn nhân quả, lấy nhuốm máu nhân quả trận, đối với ngươi khởi động mạnh nhất chu diệt trận. Một khi trận thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần tại sao thần quốc người đột nhiên rời đi, lại là liền đêm mang đi nhuốm máu nhân quả trận, ta không biết nguyên do. Ta luôn cảm giác ngầm chỗ sâu nguy cơ muốn hiện lên, Diệp thần, ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, ngươi các sư tôn, nhất định là rời đi, bọn họ cảm giác được ngươi mạnh mẽ, biết rõ huyết linh tộc không cách nào bảo vệ, lần này, bọn họ lựa chọn mình bảo vệ. Diệp thần chân mày càng phát ra nhíu chặt, sự việc so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thần quốc vì đối phó hắn, hiện tại đã mất đi kiên nhẫn. Như nhuốm máu nhân quả trận thật thành công. Không chỉ mình phải chết, vậy luân hồi mộ địa đại năng đều phải chết. Mình nhưng mà bọn họ hy vọng, làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng. Nhược Tuyết, chúng ta về trước Huyền Nguyệt Tông. Được. Ngay tại Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết muốn lúc rời đi, Diệp Thần đột nhiên chợt cảm giác óc một hồi đau đớn. Một cổ cắn trả cực mạnh ý tấn công tới. Diệp Thần cảm giác mình lực lượng đang bị cưỡng ép chiều ly. Một giây kế tiếp. Hắn thân thể trực tiếp té xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt kịch biến, Diệp Thần, người tỉnh lại đi. Người thế nào? Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới tỉnh lại. Mà hắn sắc mặt cực kỳ thảm trắng và sợ hãi. Chỉ vì là hắn đầu óc cưỡng ép nhét vào một ít thứ. Đó là một cái vực sâu. Vực sâu bên trong, một đầu ma long bị vô số thượng cổ huyền liên vây khốn. Dữ tợn vừa kinh khủng, mà cùng ma long rằng có chính là Diệp Thần trong cơ thể vậy cái huyết long. Huyết long vết thương chồng chất. Đang cùng ma long thời gian dài trong đấu tranh, huyết long tạm thời thất bại. Dẫu sao một người tồn tại đếm lâu vạn năm, tới tử viễn cổ vực ngoại. Mà Diệp Thần huyết long thời gian quá ngắn. Căn bản không cách nào tương địch. Mà mới vừa rồi Diệp Thần sở dĩ hôn mê. Chính là bởi vì huyết long cưỡng ép mượn phân linh thú từ Diệp Thần trên mình hấp thu một ít năng lượng. Nếu là không có cổ năng lượng này, huyết long sẽ chết. Chính là bởi vì Diệp Thần năng lượng biến mất, huyết long mới còn sống. Vực sâu bên trong, ma long và huyết long cũng vết thương chồng chất. Gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Cuồng bạo năng lượng thậm chí để cho chung quanh cấm chế xuất hiện vết rách. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Hắn biết huyết long xảy ra chuyện. Chuyện mới vừa rồi, là huyết long ở tiết lộ tín hiệu. Hắn phải mau sớm đi cửu thiên thần long điện. Lần này, huyết long thông qua phân linh thú lấy được mình một chút lực lượng, vậy lần kế thì sao? Phân linh thú bị tổn thương nghiêm trọng, hắn và huyết long bây giờ sinh ra liên lạc càng ít hơn. Hắn phải mau sớm biết được cửu thiên thần long điện tung tích. Có thể chỗ này rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần nhìn về phía kinh hoàng thất thố Hạ Nhược Tuyết, hỏi, Nhược Tuyết, người ở Linh Tiên Đế Cung hồi lâu, có thể nghe qua cửu thiên thần Long Điện. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, ta không biết, Diệp Thần, người rốt cuộc thế nào, mới vừa rồi hù xấu xa ta. Tại sao người hơi thở lại đột nhiên suy yếu? Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết nghĩ tới điều gì, chợt cầm ra một cái nhẫn chữ vật, đúng rồi Diệp Thần, ta trên tay có một quả luân hồi tinh thạch. Băng kiếm thánh vương nói chờ ta gặp phải ngươi, lại giao cho ngươi xử trí. Đá này đầu có thể hay không giúp ngươi chậm tách ra thương thế. Diệp Thần chạm được nhẫn chữ vật, một giây kế tiếp liền cảm giác được luân hồi tinh thạch tồn tại. Vật này lại và luân hồi mộ địa đá, chất liệu giống nhau như đúc. Thậm chí còn có một chút căn nguyên tinh thần lực. Rất nhanh, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, những ngày qua Hạ Nhược Tuyết thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Sợ rằng và cái này luân hồi tinh thạch có liên quan. Hơn nữa hắn từng và Hạ Nhược Tuyết nhiều lần giao hợp, dựa theo luân hồi huyết mạch truyền tính, Hạ Nhược Tuyết hẳn hoặc hơn hoặc thiếu có một phần chia huyết mạch của mình, lúc này mới bị luân hồi tinh thạch tiếp nhận. Đá này đầu cố nhiên giá trị văn hoa, nhưng lại thuộc về Hạ Nhược Tuyết cơ duyên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lấy đi.
Huống chi, Hạ Nhược Tuyết là hắn người phụ nữ, bất kỳ đồ, Diệp Thần đều nguyện ý cho Hạ Nhược Tuyết tốt nhất. Hắn suy nghĩ sâu xa chốc lát, nói, Nhược Tuyết, vật này trước giao cho ngươi giữ, dưới mắt đối với ta lại nói trọng yếu nhất chính là tìm được Cửu Thiên Thần Long Điện. Nhưng mà Cửu Thiên Thần Long Điện kết quả ở nơi nào? Ngay tại Diệp Thần khổ não lúc đó, trước mặt hắn hư không nứt ra. Một cái lão giả và hai cái cô gái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khi thấy cái này hai người, ngạc nhiên mừng rỡ đến trình độ cao nhất. Cái này hai người chính là Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Mà ông già, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Bất quá, Vĩnh Hằng Thánh Vương hiển nhiên còn bị thương. Diệp Thần, Diệp Đại Ca, hai đạo thân ảnh nhào tới. Đối với Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi mà nói, gần đây tu luyện chân thực quá khô khan. Có thể thấy Diệp Thần, không thể nghi ngờ là mấy ngày nay vui vẻ nhất chuyện. Kỳ Lâm quệt mồm nói, Diệp Thần, lão đầu mỗi ngày để cho ta tu luyện, ta thật muốn tự bế. Người mau dẫn ta và Lạc Nhi tỷ tỷ đi biển vô tận tán giải sầu đi. Diệp Thần ngẩn ra, có chút nghi ngờ, biển vô tận. Nơi đây không phải Diệp Lạc Nhi phụ thân bị kẹt địa phương sao? Mặc dù hắn cầm Diệp Lạc Nhi làm muội muội mình, nhưng hắn càng quan tâm Huyết Long. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu đi tới Diệp Thần bên người, thằng nhóc, ta xem bói vậy hoặc hơn hoặc thiếu cảm giác được Huyết Long uy hiếp. Ta biết ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần vui mừng, Vĩnh Lão, ngươi biết chỗ này. Vĩnh Lão lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng là có người biết. Cửu Thiên Thần Long Điện quan hệ đến Long tộc bí mật, toàn bộ linh võ đại lục thậm chí còn thần quốc, trừ phi những cái kia cao cấp quyền thế, cũng không thể nào biết. Mà linh võ đại lục như phải nói có người có thể biết, vậy chỉ có một người. Đó chính là Diệp Lạc Nhi phụ thân, năm đó Thánh Long gia tộc cao nhất tộc trưởng Long Thành Thiên. Long Thành Thiên ở thời kỳ thượng cổ bị kẹt biển vô tận. Ngươi như muốn biết Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích, chỉ có đi biển vô tận. Chuyến này đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên. Ma đế còn chưa sống lại, mấy ngày nay, vừa vặn đi nơi này. Diệp Thần gật đầu một cái, khẩn trương đến trình độ cao nhất, Vĩnh Lão, vậy biển vô tận ở nơi nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi híp lại, nơi đây và ma vực đến gần, nhưng cũng không thuộc về linh võ đại lục. Diệp Thần nghi ngờ, lời này hiểu thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương giải thích, cái này biển vô tận đã sớm bị thần quốc nắm trong tay, thuộc về thần quốc thuộc địa, người linh võ đại lục, vậy rất khó đi vào. Ngươi như muốn đi vào, còn phải vượt qua thần quốc thần môn mới được. Diệp Thần trong lòng lộp bộp một chút, Đỗ Thành Sư đều đi, hắn làm sao đi thần quốc? Mấu chốt Đỗ Thành Sư vậy không lưu phương thức liên lạc à? Chẳng lẽ mình phải chờ tới Đỗ Thành Sư trở về? Đây cũng quá lâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi liên lạc tốt hết thảy. Hiện tại ta có thể mang ngươi đi biển vô tận. Hơn nữa nơi đó có một vị ta từng đã cứu người giúp ngươi thu xếp, người này họ Tiếu. Còn dư lại giao cho ngươi. Chuyến này coi như là chính thức tiếp xúc thần quốc, cẩn thận là hơn. Vậy biển vô tận mặc dù bản đồ thuộc về linh võ đại lục, nhưng vậy coi là thần quốc nắm trong tay, có thể phải nhớ được thu liễm. Được rồi, sau một câu nói làm ta chưa nói, lấy người tiểu tử này tính tình, căn bản không có thể thu liễm. Sống sót là được. Không quá ta lực lượng có hạn, chỉ có thể mang ngươi và cái này hai nha đầu đi trước. Còn như Nhược Tuyết, ngươi về trước Vạn Kiếm Đế Cung, ta có một nơi cơ duyên cho ngươi. Còn có vậy Viêm Khôn, hắn hiện tại đã tiến vào thuộc về hắn cơ duyên địa phương, không lâu liền sẽ xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết khôn khéo một chút đầu, tiểu nữ, cảm ơn Vĩnh Lão. Một giây kế tiếp, Vĩnh Hằng Thánh Vương vung tay lên, hư không biến dạng, một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Vô số đợt khí tựa như phá vỡ hết thảy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần, Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi đồng loạt rơi xuống đất. Còn như Vĩnh Lão đã biến mất. Ba người miễn cưỡng đứng dậy. Rất nhanh chính là chú ý tới cách đó không xa có một tòa khí thế khoáng đạt thần môn. Xem ra bước vào thần môn, liền có thể đi vào biển vô tận. Mà ngay lúc này, một cái ông già bước nhanh tới. Cái này ông già tu vi không tính là quá cao, nhưng dõi mắt linh võ đại lục cũng coi là một khối cường giả.
Ông già đi tới Diệp Thần trước người, chắp tay một cái, vị này chắc là Diệp tiên sinh đi, là Vĩnh Hằng Thánh Vương bày mưu đặt kế ta tới, ta cái này thì mang các ngươi tiến vào biển vô tận. Bất quá Diệp tiên sinh muốn chú ý một điểm, nơi này thuộc về thần quốc chi địa, nhớ lấy thu liễm. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay nói, phiền toái thiếu trưởng lão. Thiếu trưởng lão và Diệp Thần các người đi theo, rất nhanh chính là đi tới thần quốc bên ngoài cửa chính. Ở ngoài cửa có hai người thái hư cảnh cường giả bảo vệ, người mặc kim giáp, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Diệp Thần hơi kinh hãi, thái hư bảo vệ cái này biển vô tận cổng vào. Chẳng lẽ cái này biển vô tận bên trong có bí mật? Nếu không làm sao có thể trọng binh canh giữ? Cũng may, thiếu trưởng lão xử lý xong hết thảy thủ tục, không có bất kỳ vấn đề. Ở thiếu trưởng lão bọn họ chuẩn bị bước vào thời điểm, một người thái hư cảnh cường giả, cầm ra lợi kiếm nhắm ngay Kỳ Lâm, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, nàng thực lực quá yếu, không xứng tiến vào thần quốc chi địa. Thiếu trưởng lão sắc mặt nhẹ biến đổi, đi tới thái hư cảnh cường giả trước mặt, cầm ra hai bụi cây tím sen lô răng, mở miệng cười nói, đây là đặc biệt biếu hai vị đại nhân, có thể hay không châm trước một chút. Hai người thái hư cảnh cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, tím sen lô răng bọn họ căn bản coi thường. Các ngươi ba người có thể đi vào, nàng không được. Cũng không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể tiến vào thần quốc bên trong. Kỳ Lâm ở bọn họ trong mắt chính là con kiến hôi vậy, căn bản không xứng tiến vào thần quốc trong đó. Muốn đi vào thần quốc bên trong, thấp nhất cũng là phong môn cảnh, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi vậy chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Diệp Lạc Nhi bởi vì huyết mạch xuyên cớ, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Mà Kỳ Lâm, nhưng là bởi vì là tiên thiên độc thể, tu luyện bị giới hạn. Dẫu sao độc thể đối với tu vi yêu cầu không hề cao. Bất kỳ sự việc, một giọt máu tươi liền có thể giải quyết. Tiếu trưởng lão cả người sắc mặt hơi khó xem, ở phía sau Diệp Thần nhướng mày một cái. Đối với hai người thái hư cảnh cường giả thái độ, để cho trong nội tâm hắn mặt có một chút lửa giận. Bây giờ chuẩn bị bước vào thần quốc bên trong, Diệp Thần cũng không muốn gây rắc rối, chỉ có thể nhịn xuống. Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ bé phía trên có chút không vui, cái này hai người trong mắt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Tựa như bọn họ chính là cao cao tại thượng đế vương, mình chính là con kiến hôi. Diệp Thần và Tiếu trưởng lão hai người thương lượng một chút, dự định rời đi, từ chỗ khác bước vào bên trong. Ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi, Kỳ Lâm lẩm bẩm nói nhỏ, xem thường ai, không phải là thái hư cảnh sao? Sớm muộn có một ngày ta cũng có thể đạt tới thái hư cảnh. Kỳ Lâm thanh âm mặc dù không lớn, càng giống như là kêu ca, há liệu cái này hai người thái hư cảnh cường giả nghe rõ ràng. Trong đó một người thái hư cảnh cường giả, rút ra lợi kiếm, trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát ra. Một người con kiến hôi cũng dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng. Vèo! Ở rút ra lợi kiếm trong nháy mắt, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng sát cơ nồng nặc, đột nhiên bây giờ xoay người, cầm ra chư thiên thần ma thương, một nhát thương đâm đi ra ngoài. Phịch! Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần và thái hư cảnh cường giả, nhẹ lui về phía sau hai bước. Dù cho Diệp Thần không muốn gây phiền toái, vậy không đại biểu ai cũng có thể cưỡi ở hắn trên đầu. Đối với Kỳ Lâm ra tay, đã đụng chạm Diệp Thần nghịch lân. Cái này bé gái, chết! Nếu không, các ngươi tất cả mọi người đều ở lại chỗ này. Thái hư cảnh cường giả, trực tiếp mở miệng. Hôm nay phải giết Kỳ Lâm, dám nói bọn họ thần quốc cường giả, phải trả giá ra máu mới có thể kết thúc. Tiếu trưởng lão vậy không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện biến cố, vội vàng mở miệng nói, các vị đại nhân, ngại quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Lời của hắn vừa rơi xuống, liều mạng đối với Diệp Thần nháy mắt. Bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm, chỉ an toàn hơn tiến vào thần quốc bên trong liền có thể. Thấy Diệp Thần không có động tĩnh, thiếu trưởng lão đi tới trước mặt hắn mở miệng nói, chúng ta rời đi trước, không cần phải phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần nhìn thiếu trưởng lão, mở miệng nói, có một lời nói hay, ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị người gạt. Kỳ Lâm lời nói mới rồi cũng không nửa câu làm nhục, người giữ cửa có cái gì tư cách bởi vì tùy tùy tiện tiện một câu nói xóa bỏ. Hắn nói xong câu này nói sau này,
Tiếu trưởng lão trên mặt lau một cái lộ vẻ xúc động thần sắc, trong tròng mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Thần trong tay chư thiên thần ma thương, đột nhiên nhắm ngay thái hư cảnh cường giả. Nếu như mới vừa rồi đối với hắn xuất thủ, Diệp Thần có thể nhịn xuống, nhưng là đối phó hắn người thân, tuyệt đối không được. Kỳ Lâm không thể bị bất kỳ ủy khuất. Đây là Diệp Thần nguyên tắc, không cho thay đổi. Thái hư cảnh cường giả khinh thường cười một tiếng, một người phong môn cảnh giác dưới, cũng dám đầu thương nhắm ngay hắn, thật là không biết sống chết. Mới vừa rồi hai người mặc dù đồng thời lui về phía sau, nhưng là thần quốc cường giả cũng không có coi ra gì. Mới vừa rồi đối phó Kỳ Lâm ra tay, liền 30% thực lực cũng không có đụng tới. Diệp Thần phong môn cảnh có thể đánh lui hắn, cũng bất quá là có chút thiên phú mà thôi. Hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết, Diệp Thần trước đây không lâu bởi vì huyết long cắn trả bị thương. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, cái này hai người, lại có cái gì tư cách lời nói? Dẫu sao hai người này chân thực tu vi bất quá thái hư cảnh giai đoạn trước. Ở phía xa, ngoài ra một người thần quốc cường giả, một hơi một tí, khóe miệng một món nụ cười. Đối phó phong môn cảnh, căn bản không cần hai người ra tay. Diệp Thần uống đan dược, thương thế đã khôi phục mấy phần, trong tay chư thiên thần ma thương, bốc lên phát ra vẻ hàn quang, nồng nặc thương ý, tràn ngập ở trong không khí. Như tia chớp tốc độ, bỗng nhiên xông tới. Thần quốc cường giả thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, lại dám chủ động ra tay, một con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Ở Diệp Thần xông tới thời điểm, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ toái tinh. Đầu thương xuyên phá không gian, phát ra tê liệt thanh âm, giống như rồng thần đang gầm thét. Chung quanh thương ý không ngừng đan vào một chỗ, vẻ hàn quang thoáng qua, nháy mắt bây giờ đã vọt tới thần quốc cường giả trước mặt. Ở hắn cách thần quốc cường giả chỉ còn lại 3 cm thời điểm, hắn nâng lên trong tay lợi kiếm. Cánh tay mang lúc thức dậy, chém xuống một kiếm đi. Phịch! Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một cổ lực lớn, thần quốc cường giả thân thể, đột nhiên lui về phía sau. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải là cưỡng ép áp chế, một búng máu đã phun ra. Thần quốc cường giả cả người sắc mặt, lau một cái ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ, nhưng mà vận dụng một nửa lực lượng, lại không làm gì được. Ở nhất kích lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần sát ý mạnh mẽ lan tràn ra, giống vậy một thương tiếp tục đâm ra đi. Giờ phút này thần quốc cường giả không dám khinh thường, trực tiếp động dùng toàn lực, một kiếm quơ múa ra. Thương ý và kiếm ý lan tràn ở trong hư không, đụng lẫn nhau thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên cầm ra thú hủ kiếm. Bất hủ kiếm ý trực tiếp phún ra ngoài, quy luật không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Không khí bên trong trôi giạt hoa tuyết, kiếm ý phún ra ngoài, bất chấp lóe lên kim quang. Một nhát thương đâm đi ra thời điểm, sau đó một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phần thiên kiếm, oanh, 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 đạp, đạp, đạp. Thần quốc cường giả cả người bóng người không ngừng lui về phía sau, một búng máu phun ra ngoài. Một cái khác thần quốc cường giả cao mày, vậy làm sao để cho một cái phong môn cảnh võ giả, đánh bẹp. Thật là một tên phế vật, tu luyện tới thái hư cảnh, tu đến trên thân chó. Ở hắn do dự muốn không nên ra tay tương trợ thời điểm, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị đã xông lên đi giết. Thời gian pháp tắc hơi thở, bồng bềnh ở trong không khí, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vạn cổ kinh lôi kiếm. Bất hủ kiếm ý và thời gian pháp tắc dung hợp vào một chỗ, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng chấn động. Ở chấn động thời điểm, Diệp Thần nâng lên cánh tay, tay dậy kiếm rơi, một kiếm khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Đâm! Từ trên cao đi xuống, trực tiếp bổ ra thần quốc cường giả đầu, lập tức xé vỡ thành hai mảnh. Ở xa xa thần quốc cường giả trong nháy mắt sững sờ, bất quá rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Càn rỡ, tự tìm cái chết. Một tiếng giống giận, hắn cả người bóng người trực tiếp xông tới. Từ thần quốc cường giả bị đánh chết một khắc kia, cũng đã không thể làm tốt, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, bọn họ thần quốc tôn nghiêm thả ở nơi nào? Ở hắn thời điểm xuất thủ, vậy không dám khinh thường, mới vừa rồi Diệp Thần bày ra thực lực, đã để cho hắn bên trong run sợ run rẩy.
thần quốc cường giả trong tay, cầm một chuôi trắng như tuyết trường đao. Ở đao ý dũng động thời điểm, hai tay cầm trường đao, hướng Diệp Thần phương hướng, bỗng nhiên chặt xuống. Một đao ra, không gian cũng ở run rẩy không ngừng, Diệp Thần trở tay một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phịch! Một đao một kiếm đụng vào nhau, truyền tới mãnh liệt tiếng vang. Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước, giờ khắc này, để cho hắn bất ngờ là tử vong quy luật lại quấn quanh ở thú hủ kiếm phía trên. Cái này biển vô tận, tựa hồ kích hoạt từ vạn ma chi địa lấy được tử vong quy luật. Bất hủ thần thể lóe lên kim quang, kiếm ý bén nhọn, trực tiếp xông lên đi giết. Kiếm quang chưa tới, nhưng là kiếm ý đã lặng lẽ tới. Đâm! Kiếm ý không ngừng ở trong hư không ngưng tụ, tạo thành một cơn gió lốc, hướng thần quốc cường giả bóng người xông tới. Thần quốc cường giả xuống một đao, thanh kiếm ý xé nát thành hai nửa, bóng người vô căn cứ biến mất ở trong hư không. Tay cầm trường đao, đã tới Diệp Thần sau lưng. Một đao chặt xuống, đao ý trực tiếp xuyên thấu Diệp Thần tàn ảnh. Tiếu trưởng lão và Kỳ Lâm đám người ở một bên xa xa hội, làm trong đó một người thần quốc cường giả rơi xuống thời điểm, cũng biết chuyện này, đã làm lớn chuyện. Tiếu trưởng lão mặc dù gấp, bất quá vậy không thể làm gì. Diệp Thần đều đã giết chết một người, vẫn có thể làm thế nào? Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ở đao ý lan tràn thời điểm, Diệp Thần bóng người trực tiếp xoay người, chư thiên thần ma thương trực tiếp đâm ra đi. Phịch! Vội vàng bây giờ, Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước, sau lưng xuất hiện thần thú hư ảnh. Thần thú trông rất sống động, giống như thật vậy, từng tiếng gầm thét, đưa tới không gian chấn động. Mặt đất cũng đang không ngừng xuất hiện vết rách, chia năm xẻ bảy. Thần thú hư ảnh trực tiếp hướng thần quốc cường giả phương hướng, bỗng nhiên xông tới. Thần quốc cường giả khóe miệng một món thần sắc khinh thường, nếu quả thật là thần thú, hắn vẫn có thể kiêng kỵ một hai. Chỉ bất quá thần thú hư ảnh mà thôi, căn bản không cần muốn coi ra gì. Trong tay hắn trường đao, giơ tay chém xuống, không ngừng cua múa, thần thú hư ảnh căn bản không đỡ được. Làm thần quốc cường giả giải quyết hết thời điểm, phát hiện Diệp Thần bóng người cũng sớm đã biến mất. Mới vừa rồi Diệp Thần vận dụng thuật pháp, chẳng qua là một cái cờ hiệu. Ở thần quốc cường giả sau lưng, Diệp Thần trong tay, hồn khí thi triển, trực tiếp ném ra. Ông, hồn khí ở trong hư không, phát ra ông ông tiếng vang, kinh khủng hơi thở, tràn ra tới. Thần quốc cường giả cảm nhận được sau lưng kinh khủng ý định giết người. Thần hồn chấn động. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này phong môn cảnh cường giả lại vẫn là một người hồn tu. Cả người vừa quay người, nhưng đã quá muộn. Hồn khí đã trực tiếp rơi xuống. Oanh! Một tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Phạm vi nổ bên trong, bụi đất tung bay, bên trong truyền tới thần quốc cường giả, thê thảm gầm thét. Làm thần quốc cường giả từ phạm vi nổ bên trong, xông lên lúc đi ra. Hắn thân thể đã máu thịt mơ hồ, cả người trên dưới chảy xuôi máu loáng, giống như một cái người máu. Giờ phút này thần quốc cường giả đã hoàn toàn mất đi thần trí, trong đầu chỉ có một ý tưởng, chính là cầm Diệp Thần trực tiếp xé thành mảnh vỡ, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Hắn là thái hư cảnh cường giả, vẫn luôn là cao cao tại thượng, lúc nào nhẫn như vậy làm nhục. Ở thần quốc cường giả xông lên lúc tới, Diệp Thần sau lưng xuất hiện vạn chuôi lợi kiếm. Mỗi một chuôi lợi kiếm cũng tản ra sắc bén, ở trong hư không ông ông tác hưởng. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý đã ở trong hư không hóa là thật thế chấp, một kiếm chảm thiên. Không gian run rẩy, hư không chấn động, mặt đất đều bắt đầu không ngừng nứt ra. Một kiếm này thẳng xông lên trời cao, thần quốc cường giả trong nội tâm, cảm nhận được đậm đà cảm giác nguy cơ. Một kiếm hạ xuống, hắn nói không chừng sẽ chết. Thần quốc cường giả năm giọt máu tươi bước ra, cả người sắc mặt hoàn toàn đổi được trắng bệch. Vì né tránh một kiếm, hắn thiếu chút nữa thương tổn tới căn cơ, bất quá chỉ cần có thể còn sống, cũng đáng được. Vạn kiếm tề phát, ùn ùn kéo đến kiếm mưa, hướng thần quốc cường giả, không ngừng rơi xuống. Vèo, vèo, vèo. Một kiếm liên tiếp, trên mặt đất xuất hiện từng cái lỗ thủng. Ở vạn kiếm bắn ra thời điểm, thần quốc cường giả trên mình tràn ngập một đoàn xương máu. Xương máu quấn quanh ở hắn trên thân thể mặt, ngăn cản vạn kiếm.
Vạn kiếm tề phát, dòng giã kéo dài 10 phút. Làm hết thảy lúc kết thúc, thần quốc cường giả khí tức cả người như có như không. Dù cho như vậy, hắn tin tưởng Diệp Thần vậy không kém nhiều ít. Như thế kinh khủng lực lượng, Diệp Thần trong cơ thể năng lượng hẳn tiêu hao kém không nhiều. Chỉ cần hắn trả tiếp ra một ít giá phải trả, đánh chết Diệp Thần hẳn không có vấn đề. Tổn thất chẳng qua là máu tươi của hắn, trong cơ thể năng lượng còn có không thiếu. Đối phó Diệp Thần hẳn đủ, hắn suy nghĩ chỉ tính theo ý mình, mặc dù bỏ ra một ít giá phải trả, bất quá có thể sống sót, vậy đủ để. Ban đầu vị kia thần quốc cường giả, bị giết hết nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì khinh thường nguyên nhân. Nếu không, cũng sẽ không để cho Diệp Thần dễ như trở bàn tay đánh chết. Làm hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần thời điểm, nhướng mày một cái. Nhìn Diệp Thần hình dáng, tựa như cũng không có tiêu hao to lớn, sắc mặt đỏ thắm, tựa hồ còn có dư lực. Cái này làm cho hắn có chút cầm nắm không đúng, chẳng lẽ Diệp Thần còn có sức đánh một trận. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp bác bỏ, nhất định là Diệp Thần cố ý làm bộ như cái bộ dáng này, muốn cho hắn chạy mất dạng. Thần quốc cường giả khóe miệng, toát ra một chút cười nhạt, bên trong đôi mắt một chút thần sắc giễu cợt. Thật lấy là hắn là người ngu, Diệp Thần âm mưu cũng sớm đã nhìn thấu. Trong tay trường đao nắm chặt, đang suy nghĩ như thế nào cầm Diệp Thần tháo ra 8 khối, mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Trong cơ thể năng lượng, không ngừng tràn vào đến trường đao bên trong, đè nén hơi thở, lan tràn khắp nơi. Diệp Thần nắm chặt trong tay thú hủ kiếm, ma khí và kiếm ý, hai người đồng thời tràn ra. Ở quy luật dũng động thời điểm, trong cơ thể năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Như nếu không phải trọng thương, hắn có thể ngay lập tức giải quyết chiến đấu. Cũng may hiện tại thương thế đang khôi phục. Thái hư cảnh cường giả, làm sao có thể không có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Diệp Thần cũng sớm đã lưu tốt hậu thủ. Đồ sát ma diệt thế kiếm. Diệp Thần cánh tay, đảo mắt bây giờ nâng lên, trong tay thú hủ kiếm, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Còn có từng tia ma khí, không ngừng lưu động. Bất hủ kiếm ý phún ra ngoài, không khí chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Đóng băng đến một người vô cùng điểm, tựa như đi tới băng thiên tuyết địa thế giới. Ở thần quốc cường giả xông lên lúc tới, đột nhiên phát hiện mình tốc độ di động trở nên chậm. Tựa hồ thời gian, định cách ở trong một cái chớp mắt này. Hai đạo cực hạn kiếm quang, biến dạng không gian, trên không trung không ngừng lưu chuyển, hướng thần quốc cường giả phương hướng xông tới. Oanh! Oanh! Một đạo kiếm quang rơi vào thần quốc cường giả phía trên ngực, xuất hiện một đạo vết thương, máu loãng không ngừng tràn ra. Nhất kích trực tiếp để cho thần quốc cường giả, người bị thương nặng, bất quá vẫn chưa kết thúc, ngoài ra một đạo kiếm quang, đã rơi xuống. Phịch! Một kiếm xuyên thấu thần quốc cường giả thân thể, xé vỡ thành hai mảnh. Hai người thần quốc cường giả chết, tiếu trưởng lão đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, à! Việc đã đến nước này, thừa dịp hiện tại cái khác người giữ cửa còn chưa có xuất hiện, chúng ta mau rời đi. Hai người thần quốc người giữ cửa chết, khẳng định đã kinh động cái khác thần quốc cường giả. Nếu như lại không chạy trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Kỷ Lâm và Diệp Lạc Nhi đi tới Diệp Thần bên người, bên trong đôi mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì mình nói, Diệp Thần cũng sẽ không đánh chết hai người. Nàng vừa nghĩ tới mình thực lực như vậy yếu ớt, căn bản trợ giúp không được Diệp Thần, trong nội tâm hận không được liều mạng tu luyện. Diệp Thần, thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Diệp Thần lắc đầu một cái, chuyện này không trách ngươi, hai người kia bất quá là xem thường chúng ta mà thôi. Bọn họ vậy vì thế trả giá giá phải trả. Ta đã đáp ứng tỷ tỷ ngươi, tuyệt không cho phép ngươi bị ủy khuất. Kỷ Lâm trong mắt chớp động lệ quang, có thật không? Diệp Thần gật đầu một cái, thật chứ? Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, biết đánh chết thần quốc người giữ cửa, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả đuổi giết, bất quá hắn vậy không hối hận, dám đối với Kỷ Lâm ra tay, phải chết. Đi lập tức, biển vô tận, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi, trong hư không truyền tới chấn động. Vèo, vèo, vèo. Vào lúc này, trong hư không xuất hiện 5 người bóng người. Thần của bọn họ tình lạnh lùng,
một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần các người. Chúng ta coi giữ biển vô tận hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp người linh võ đại lục dám đánh chết ta thần quốc cường giả, tự tìm cái chết. Một cái trong đó thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả đứng ra. Hắn trong mắt tràn đầy cực mạnh sát ý. Thần quốc không thể hổ thẹn. Ở thần quốc cửa giết người, thật là to gan. Diệp Thần nguy cơ, chạm một cái liền bùng nổ. Cung trưởng lão, cần gì phải và bọn họ nói nhảm, bốn con kiến hôi mà thôi, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đánh chết hai người thái hư cảnh giữ cửa, nhưng là cũng không đáng giá một đề ra. Một cái trong đó thần quốc người giữ cửa, trực tiếp mở miệng. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, bốn tên thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả, quá mức còn có một người thái hư cảnh tầng 5 thiên trưởng lão. Giờ phút này bị cản đường, muốn chạy trốn sợ rằng đã không quá có thể, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nói không chừng còn có cơ hội xông ra. Cũng may Diệp Thần bây giờ thương thế đã tốt lắm rất nhiều. Bất hủ thần thể và ma khu, hơn nữa huyết mạch hắn, tốc độ khôi phục quá nhanh. Tiếu trưởng lão cả người sắc mặt khó xem, sớm biết Diệp Thần đánh chết hai người thần quốc cường giả trong nháy mắt, nên chạy trốn, nói không chừng bọn họ hiện tại đã bình yên vô sự. Sự việc đã phát sinh, dù cho hối hận vậy không có cách nào. Diệp Thần hướng về phía Tiếu trưởng lão mở miệng nói, bảo vệ tốt Kỳ Lâm và Lạc Nhi. Hắn lo lắng duy nhất chính là Kỳ Lâm, thực lực tương đối yếu, dễ dàng bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Tiếu trưởng lão biết tình hình nghiêm trọng, nhẹ khẽ gật đầu, mang Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi hướng phía sau di động. Năm tên thần quốc cường giả đứng ở trong hư không, khóe miệng một món giễu cợt nụ cười. Một con kiến hôi, cũng muốn đối phó bọn họ năm cái người. Dũng khí từ đâu tới? Cung trưởng lão, ta nguyện ý ra tay, đánh chết cái này con kiến hôi. Trong đó một người thần quốc cường giả đứng ra, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Cung trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu, một cái phong môn cảnh con kiến hôi, còn đáng bọn họ năm cái người đồng loạt ra tay sao? Căn bản không cần. Bọn họ vậy không ném nổi cái mặt này. Nếu để cho đồng môn biết, đối phó phong môn cảnh còn cần 5 tên thái hư cảnh cường giả, ở trước mặt người khác, cả đời vậy không ngóc đầu lên được. Thấy chỉ có một người ra tay, Diệp Thần trên người áp lực ít một chút. Trước nghĩ biện pháp đánh chết một người thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, đến lúc đó có thể xông ra tỷ lệ lớn hơn. Quyết định chủ ý, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị trực tiếp xông ra. Ở hắn xông ra nháy mắt, phong lôi chớp mắt bộc phát ra. Sau lưng ma khí cuộn sạch, tựa như một đôi màu đen nhánh vây cánh, phe phẩy cánh, chung quanh tạo thành một cổ gió lớn. Tên kia thần quốc cường giả thấy một màn này, khinh thường cười nhạt, liền vũ khí cũng không có lấy ra. Đối phó một người phong môn cảnh người linh võ, nếu như còn cầm ra vũ khí, hắn cũng không xứng tu luyện. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm khoảnh khắc bây giờ chém ra đi. Kiếm y phóng lên cao, kiếm quang bén nhọn. Ngưng tụ chung một chỗ, hướng thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, trực tiếp rơi xuống đi. Đang rơi xuống đi nháy mắt, Diệp Thần bỗng nhiên bây giờ cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương. Đầu thương vẻ hàn quang lưu động, thương ý lan tràn ở trong hư không. Đâm! Một kiếm hạ xuống, kiếm quang xông tới thời điểm, thần quốc cường giả nắm chặt quả đấm. Muốn dùng thân xác trực tiếp chống cự, một cái phong môn cảnh rác dưới, vẫn có thể phát huy ra bao lớn thực lực. Ở kiếm quang và quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, thần quốc cường giả trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. À! Kịch liệt kêu thảm thiết, nắm đấm của hắn đã máu tươi đầm đìa, lộ ra xương trắng. Hắn quá mức tự đại, cho rằng Diệp Thần đỉnh hơn có thể bộc phát ra phong môn cảnh thực lực. Nếu không cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bị thương. Ở hắn phát ra gào thảm thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người đã tới bên người. Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi, vội vàng bây giờ, thần quốc cường giả vội vàng cầm ra vũ khí, một kiếm tới đón đỡ. Phịch! Một thương rơi xuống, thần quốc cường giả thân thể lui về phía sau 3 bước, bên trong đôi mắt thoáng qua thần sắc dữ tợn. Ở bên cạnh nhưng mà có cung trưởng lão còn có bạn nhìn, bị một cái phong môn cảnh công kích bị thương, đã là vô cùng nhục nhã. Nếu như ở cung trước mặt trưởng lão biểu hiện không tốt nói. Sau này muốn có được trọng dụng, căn bản không có thể. Ở phía xa, Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi trong tròng mắt tràn đầy lo lắng thần sắc,
Diệp Thần thực lực các nàng cố nhiên rõ ràng, nhưng là trước đây không lâu, Diệp Thần có thể là bị trọng thương à? Nào có nhanh như vậy khôi phục? Nếu như bây giờ đối phó thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, sợ rằng cần phải hao phí giá nhất định, huống chi bên cạnh còn có 4 tên thần quốc cường giả mắt lom lom. Muốn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nói, sợ rằng không dễ dàng. Kỷ Lâm cắn răng một cái, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, chẳng qua tự bạo tiên thiên độc thể. Đến lúc đó tiên thiên độc thể căn nguyên lực tràn ra, dù là thái hư cảnh tầng 5 thiên cường giả, cũng sẽ tránh mũi nhọn. Nói không chừng có thể là Diệp Thần tìm được một đường sinh cơ. Đoạn thời gian này Vĩnh Hằng Thánh Vương huấn luyện, để cho nàng càng phát ra rõ ràng tiên thiên độc thể mạnh mẽ. Nàng hiện đang thức tỉnh tiên thiên độc thể chẳng qua là một phần chia. Hơn nữa tiên thiên độc thể đối với tu vi cũng không phải là cực kỳ lệ thuộc vào. Chân chính ỷ lại là độc vật. Vô cùng vô tận độc vật. Ở trong hư không, Diệp Thần và thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, còn đang không ngừng giao phong. Vừa mới bắt đầu có thể đè thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, hoàn toàn là bởi vì hắn khinh thường nguyên nhân. Hiện tại thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, vận dụng toàn bộ thực lực, để cho Diệp Thần cũng không thể không dè đặt. Một khi xuất hiện sai lầm mà nói, Diệp Thần sẽ lâm vào nguy cơ trong đó. Nếu không phải ta thương thế còn chưa hết bệnh, nếu không các ngươi đã sớm hóa là khói xanh. Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, đầu ngón tay bốc ra ánh sáng màu vàng lóe lên, chung quanh gió lưu động tốc độ đều đã đổi được chậm chạp. Vèo! Một đạo ánh sáng sáng chói xông tới, Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, cả người thân thể biến mất ở trong hư không. Ở biến mất nháy mắt, đã xuất hiện thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả phía trên. Thú hủ kiếm từ trên cao đi xuống rơi xuống, thần quốc cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nâng lên trong tay lợi kiếm. Phịch! Hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước. Lúc này, ý định giết người đã lặng lẽ tới. Thiên hồn kiếm! Ánh sáng tràn vào đến thái hư cảnh 3 tầng thiên trong thân thể, đột nhiên cảm giác mình thần thức đang không ngừng chạy mất. Hồn kỹ! Thần quốc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận cả người phát run. Mới vừa rồi Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm công kích, chỉ bất quá cờ hiệu mà thôi, chân chính ý tưởng, là để cho hồn kỹ hoàn toàn không có vào đến thần quốc cường giả trong thân thể. Không để cho thần quốc cường giả có thể né tránh. Ngươi hẳn vui mừng thần hồn của ta hiện tại còn rất yếu ớt. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, những người trước mắt này từng cái mắt cao hơn đầu, không đem người bất kỳ coi ra gì. Diệp Thần cũng sớm đã nhìn bọn họ khó chịu. Ai sanh ra được chính là cường giả. Ai không có con kiến hôi thời điểm. So hắn hơn tu luyện mấy ngàn năm mà thôi, có cái gì có thể tự hào, như để cho Diệp Thần có mấy ngàn năm thời gian tu luyện, một cái ánh mắt là có thể giết chết bọn họ. Thần quốc cường giả tức giận gầm thét ngất trời, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Như không thể chém chết Diệp Thần, sợ rằng sẽ trở thành là hắn tâm ma. Một khi xuất hiện tâm ma nói, đến lúc đó hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, sợ rằng căn bản không có thể. Diệp Thần trên người tử vong quy luật, không ngừng phun trào, trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Ở trong hư không, thậm chí đã bắt đầu ngưng tụ hàn băng. Trong tay thú hủ kiếm, bất chấp ánh sáng màu u lam, trên thân kiếm mặt cũng ngưng tụ băng hàn tử ý. Diệp Thần nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp rơi xuống. Vạn cổ kinh lôi kiếm. Cực hạn kiếm quang, xông tới, không gian đều bị xé vỡ thành hai mảnh. Thần quốc cường giả không cam chịu lạc hậu, một kiếm giống vậy quơ múa ra. Ở hai đạo kiếm quang lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, hư không truyền tới nổ mãnh liệt. Diệp Thần trong tay cầm ra không thiếu thần khí, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ thiên binh bạo. Thần khí hướng thần quốc cường giả vị trí xông tới, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oanh! Trong nháy mắt bây giờ trực tiếp nổ. Ở lúc nổ, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị xông tới. Thái hư cảnh 3 tầng thiên cường giả, cánh tay bị nổ máu thịt mơ hồ, một cặp tròng mắt đều đã biến thành màu đỏ như máu. Ngắn ngủi không tới mấy phút thời gian, cũng đã ở phong môn cảnh võ giả trước mặt thua thiệt không thiếu. Dù cho trận chiến này có thể thắng xuống, sợ rằng người khác đối với hắn cũng sẽ có cái nhìn. Dẫu sao thái hư cảnh 3 tầng thiên,
không thể nhất kích trong nháy mắt giết Phong Môn Cảnh cũng được đi, lại mình còn bị thương thế. Sau này muốn ở trước mặt bằng hữu ngẩng đầu lên, sợ rằng đều khó. Đối với Diệp Thần hận ý, trong nội tâm đã đạt tới một người vô cùng điểm. Làm Diệp Thần xông lên lúc tới, trong tay thú hủ kiếm, phun trào ra ma khí. Ở ma khí dũng động thời điểm, một đạo màu đen kiếm quang, đã điên cuồng rơi xuống. Đâm! Một đạo kiếm quang, chém ở thái hư cảnh ba tầng thiên trên bụng mặt. Xuất hiện một đạo vết thương, máu loãng không ngừng từ trong thân thể tràn ra. Diệp Thần trong tay xuất hiện lần nữa Chu Thiên Thần Ma Thương, một thương trực tiếp đâm ra đi. Ông, hư không phát ra tiếng vang, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ toái tinh. Cái này một phát bắn ra, thần quốc cường giả ứng phó không kịp, cầm ra tay ở giữa lợi kiếm đón đỡ. Phịch, đạp, 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 thần quốc cường giả bóng người không ngừng lui về phía sau, một búng máu trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Vốn là hắn trên mình cũng đã có chút thương thế, đang đối mặt Diệp Thần nhất kích, căn bản không đỡ được. Nếu như không phải là lợi dùng trong tay lợi kiếm tới đón đỡ nói, hiện tại cái này một thương đã trực tiếp xuyên thấu tim hắn. Trán hắn phía trên, suốt mồ hôi lạnh đi ra, thật may mới vừa rồi tốc độ phản ứng đủ mau, nếu không đã là một người chết. Diệp Thần nhướng mày một cái, mới vừa rồi là giết chết thần quốc cường giả nhất thời cơ tốt, đáng tiếc để cho hắn tránh khỏi. Rút kiếm thuật, thần quốc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Nếu như lại tiếp tục kéo đi xuống, hắn cảm giác thật sẽ chết người. Rút kiếm thuật là ở một cái cường giả trong động phủ mặt tìm được, bình thường căn bản cũng không biết vận dụng. Chỉ có ở sống chết trước mắt thời điểm, mới biết sử dụng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đối phó một cái phong môn cảnh võ giả. Trở tay một kiếm, từ hạ lên, kiếm quang ngay tức thì xông về Diệp Thần. Rút kiếm thuật, chỉ thi triển một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Làm thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả vận dụng thời điểm, mặt hắn lên đã không có bất kỳ màu máu. Vận dụng rút kiếm thuật, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Một kiếm kẻ địch nếu như không chết, chính là hắn mất. Kiếm quang lưu động, Diệp Thần cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Ngay tại lúc này, thần môn bên trong, vô tận ma khí xông ra. Đây là biển vô tận ma khí. Tới tốt. Giờ phút này, Diệp Thần ma khu bên ngoài đồng hồ tản ra màu đen ma khí, Diệp Thần đưa ra chỉ một cái. Ma khí trong nháy mắt phun trào, ngưng tụ ở đầu ngón tay trong đó. Thiên ma chỉ một cái. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, một đạo ánh sáng màu đen, ngay tức thì rơi xuống. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, một tiếng nổ nổ vang. Thần quốc cường giả trợn to hai mắt, lại có thể ngăn trở hắn rút kiếm thuật, làm sao có thể. Hắn vận dụng rút ra kiếm thuật thời điểm, trên căn bản đều là địch nhân chết. Đây chính là hắn tiêu hao hết trong cơ thể tất cả năng lượng làm giá, thi triển lá bài tẩy, lại chỉ như vậy bị tiêu diệt. Hoảng hốt bây giờ thiếu chút nữa để cho hắn cặp mắt tối sầm, từ trong hư không rơi xuống đi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Diệp Thần nhẹ thở dốc, dù cho hắn cảnh giới bây giờ, vận dụng thiên ma chỉ một cái, tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. Rút kiếm thuật, mặc dù mạnh, bất quá ở ma đế tuyệt kỹ trước mặt, căn bản không trị giá một đề ra. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, nhắm ngay thần quốc cường giả. Lúc này, thần quốc cường giả mới phản ứng được bây giờ tình huống. Đừng, đừng giết ta, trưởng lão cứu ta. Bây giờ có thể cứu hắn. Cũng chỉ có cung trưởng lão. Nhưng mà cung trưởng lão ở một bên, không có động tĩnh, một cái liền phong môn cảnh võ giả cũng giết không chết. Cho dù là thần quốc thái hư cảnh, cũng là một tên phế vật. Loại phế vật này, căn bản không đáng cứu giúp. Thần quốc cường giả nhìn mình đồng bạn, nhưng mà không có một người động. Cung trưởng lão cũng không có tỏ rõ muốn cứu tới, bọn họ không cần phải vì một cái người sắp chết, đắc tội cung trưởng lão. Đây chính là thực tế. Đừng xem ngày thường quan hệ không tệ, một khi thật xuất hiện việc lớn, chỉ sẽ mắt lạnh bên cạnh xem. Thần quốc cường giả bên trong đôi mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới ở cuối cùng khẩn yếu giây phút, sẽ bị mình đồng bạn vứt bỏ.
Sớm biết Diệp Thần thực lực cường hãn như vậy mà nói, nhất định sẽ không cái đầu tiên đứng ra. Súng bắn chim đầu đàn. Diệp Thần trong tay thú hổ kiếm, đã nắm chặt, cả người bóng người trực tiếp xông lên đi giết. Ở hắn xông tới thời điểm, cánh tay trong nháy mắt nâng lên. Thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả, bên trong đôi mắt một phiến cho tàn, căn bản cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Thú hổ kiếm trực tiếp rơi xuống đi, xuyên thấu tim hắn. Phốc suy. Một đạo máu loãng bão táp, hắn khí tức cả người, đã biến mất không gặp. Bóng người từ trong hư không rớt rơi trên mặt đất. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra khôi phục năng lượng đan dược, bỏ vào trong miệng. Tiếp theo, mới thật sự là ác chiến, mới vừa rồi chẳng qua là món khai vị mà thôi. Làm thái hư cảnh ba tầng thiên bị đánh chết một khắc kia, còn lại thần quốc cường giả, đều có một có loại cảm giác không thật. Thái hư cảnh ba tầng thiên cường giả, lại bị một cái phong môn cảnh võ giả đánh chết. Thật sự là để cho người có chút không cách nào tiếp nhận, gặp phải qua vượt cấp tác chiến thiên tài, nhưng mà và Diệp Thần so với, thật giống như ngay cả một giám đều không phải là. Các ngươi ai nguyện ý ra tay? Lúc này cung trưởng lão mở miệng nói. Dù cho Diệp Thần đánh chết thái hư cảnh ba tầng thiên, để cho hắn bên trong lòng có chút rung động, bất quá ngoài mặt, vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng. Hắn thái hư cảnh tầng năm trời, đúng là có vốn để kiêu ngạo. Và thái hư cảnh ba tầng thiên, hai người cây bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Còn lại thần quốc cường giả nghe được cung trưởng lão mà nói, cũng không có mở miệng. Bọn họ thấy được Diệp Thần thực lực sau này, còn ai dám làm ra mặt chim. Mặc dù Diệp Thần tiêu hao năng lượng nhất định, bất quá ai biết còn có cái gì lá bài tẩy. Vạn nhất có thể đánh chết bọn họ đâu, sống càng già cũng chỉ hơn nữa sợ chết. Cung trưởng lão thấy một màn này. Bên trong đôi mắt thoáng qua lau một cái tức giận. Một đám phế vật, bị một cái người ngoại lai, lại hù thành cái bộ dáng này. Đối mặt cung trưởng lão ánh mắt, còn lại thần quốc cường giả lựa chọn coi mà không gặp. Đắc tội cung trưởng lão, tổng so mất đi tánh mạng tốt. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Cung trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Thần, quyết định tự mình ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.